Một cặp đôi âu yếm trao nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào, dần dần nụ hôn mất kiểm soát. Chuyện gì cần đến cũng đã đến, quần áo mỗi mảnh một nơi. Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy thấy cái đầu vẫn còn giật giật, cô quay sang bên cạnh thì đôi mắt cũng giật luôn. Tại sao Phó Diên Thành lại ở đây? Không ngờ mình và Phó Diên Thành đã không gặp nhau suốt 3 năm kể từ khi kết hôn. Lần đầu gặp nhau, tôi và anh ta lại đang trên giường. Chuyện gì vậy chứ? Tôi nhớ tối qua. Đây là tiệc dành cho Phó Diên Thành khi anh trở về Trung Quốc. Bố và Tô Lan ạ, hãy phát triển mối quan hệ với Phó Diên Thành, vì anh ấy có thể giúp Trang Nhi vượt qua vòng tài trợ thứ hai thành công. Tôi không thể từ chối nên đã đi tới. Tôi không thể nhớ rõ ràng bất cứ điều gì khác. Có điều gì không ổn với ly rượu đó à? Bất kể lý do là gì, bây giờ không phải là lúc để nằm đây và suy nghĩ. Tốt nhất là tôi nên đi trước. Ôi đau quá. Anh ta đã làm gì tối qua? Sao lại mạnh bạo như vậy chứ? Cô đã cố gắng rất nhiều để bò lên giường của tôi. Không có điều kiện nào sao? Cô định rời đi à? Anh có tin tôi không khi tôi nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm? Thật là hiểu lầm sao? Chẳng phải cô đã đưa cho tôi ly rượu đó sao? Tôi đã đưa nó cho anh. Nhưng, được rồi, không quan trọng cô nói gì. Tôi không có thời gian nghe. Phó Diên Thành lấy ra một chiếc thẻ đen. Cứ coi như đây là sự đền bù cho đêm qua đi. Những gì cô chỉ đáng nhận được đấy. Thậm chí tôi cảm thấy cô còn không xứng nhận được. Phó Diên Thành, anh nghe lại coi mình đã nói gì. Dù cả hai chúng ta đều không có tình cảm, nhưng chuyện đã thế rồi. Diên Thành, bây giờ anh đã trở lại. Hãy ly hôn càng sớm càng tốt, đã 3 năm rồi. Đã đến lúc phải kết thúc nó, mặc dù bố cô ấy đã cứu mạng ông nội con 3 năm trước. Nhưng gia đình phó của chúng ta cũng cho cô ấy 300 triệu rồi. Đừng làm phiền nhau nữa. Vâng, được rồi, chúng con sẽ ly hôn, trở thành những người xa lạ. Chúng tôi thực sự là người dưng nước lã. Giống như bây giờ tôi đang đứng trước mặt anh. Anh không thể nhận ra tôi là Trang Mi. Nếu tôi cứ nói mãi thì có vẻ như tôi đã quá cứng đầu. Đó chính là vấn đề. Hãy coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Chúng ta chia tay dễ dàng. Cô có câu hỏi nào không? Người phụ nữ đó vừa rời đi rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên của cô ấy. Anh Phó, tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ đi ra khỏi phòng của anh. Cô ấy là ai? Sao anh không gõ cửa khi bước vào? Anh Phó, anh và cô ấy. Anh Phó, cuối cùng anh cũng. Anh có rảnh lắm không? Tôi nghĩ về việc này anh khá rảnh. Nghe tôi nói đây. Tìm hiểu xem người phụ nữ đó là ai. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Ô đúng rồi. Không cần kiểm tra. Phụ nữ thích điều này, có lẽ đó chỉ là cách cô ấy cố gắng hết sức để có được. Cô ta muốn gì ở tôi? Anh nghĩ thế không? Cô Trang Mi sẽ sớm quay lại. Ngôi nhà anh đang xem đã được mua. Tôi đã chọn trước một số công ty thiết kế. Anh có thể đọc thông tin khi có thời gian. Được rồi. Ngôi nhà này rất đặc biệt. Thiết kế đẹp nhé. Vâng thưa anh Phó. Đi, đi, đi nhanh. Ai quan tâm mình chứ? Mimi, con đang ở đây à? Dì Chu, mọi thứ như thế nào? Phó Diên Thành đã uống đồ uống của con đêm qua. Con đã uống rượu chưa? Thành công không? Số tiền chúng ta có từ vòng tài trợ thứ hai ở đâu? Đúng như dự đoán, dì đã đánh thuốc mê rượu. Thì sao chứ? Con và Phó Diên Thành đã kết hôn được 3 năm mà chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh ấy. Nếu dì mà là con, dì đã leo lên giường anh ấy lâu rồi. Làm dì Chu thất vọng rồi. Tôi không muốn một xu. Tôi không giống dì. Có thể bò lên giường bất cứ ai để kiếm tiền. Cô Trang Mi, đây là thái độ của cô khi nói chuyện với người lớn tuổi sao? Trang Mi cũng nhanh chóng đánh trả. Tôi nghĩ dì mới là người nên giữ im lặng. Nói cho dì biết, nếu không có mẹ tôi, hôm nay chẳng còn lại gì. Nếu mẹ tôi không bị bệnh và qua đời, không đến lượt dì ngồi đây và tận hưởng. Dì có tư cách gì để gọi là trưởng lão? Sao cô dám đánh tôi? Loại vô ơn. Tôi đã chi rất nhiều tiền vào trường đại học. Cuối cùng, cô mới được như bây giờ. Nếu không có tôi, hừm. Cô nghĩ cô là ai? Đúng vậy, tôi chẳng là ai cả. Vì thế, đừng nói về mối quan hệ của tôi với Phó Diên Thành nữa. Đừng có ảo tưởng. Tôi đã nói với dì, Phó Diên Thành đã ly hôn với tôi rồi. Dì không bao giờ có thể yêu cầu tôi lấy một xu từ gia đình Phó. Đừng có trở thành kẻ ăn xin như vậy. Con nhỏ này quả thật là không nghe lời. Nếu sức khỏe của tôi không tệ thì tôi đã làm rồi. Làm gì đến lượt cô kết hôn với Phó Diên Thành? Đồ khốn nạn vô ơn. Còn điều gì khác nữa? Tôi không có tiền đâu. Trang Mi, giọng điệu của con thật gay gắt. Xin lỗi cô Bạch. Con vừa nhận được một cuộc điện thoại quấy rối. Được rồi, đừng nói nữa. Hãy đến nhà họ Phó ngay. Đến nhà họ Phó có lẽ để ly hôn. Vâng, con biết rồi.
nếu Phó Diên Thành biết đêm qua đã ngủ với người vợ đã ly hôn của mình, chắc sẽ chán ghét đến chết, mình cũng sẽ khó chịu. Anh Phó, anh chưa bao giờ gặp chị Trang My mà lại ly hôn với chị ấy, lỡ sau này phát hiện ra thích chị ấy thì sao? Đó chẳng phải là mất mát lớn sao? Làm sao có thể được, tôi chắc chắn sẽ không thích. Một người phụ nữ vô ích, chỉ cưới tôi với giá 300 triệu. Anh Phó, tôi cũng chỉ cần 100 triệu thôi. Nếu có hạn ngạch sa thải, anh có nghĩ anh là người đầu tiên không? Tôi im lặng. Mau đi nhanh, tôi luôn đúng giờ, đừng đến muộn. Vâng. Trang My một thân một mình đến căn biệt thự nghìn tỏi. Nhà họ Phó, mình đã không ở đây được 3 năm kể từ khi kết hôn. Xa lạ hơn cả Phó Diên Thành. Ngồi xuống. Nói ngắn gọn thôi, Trang My, cô cũng biết đấy, nếu lúc đó Khôn G phải vì bố cô là ân nhân cứu mạng, chúng tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cô không xứng đáng với Diên Thành chút nào. Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn. Cảm ơn. Đúng là con không xứng đáng với anh ấy. Người phụ nữ này thậm chí còn không gây ồn ào. Con đồng ý. May mắn thay, mình đã chuẩn bị một số thẻ để ngăn cản cô ta há miệng như sư tử. Không phải nhà mình ở Diêm Thành rất nổi tiếng sao? Chỉ cần đồng ý. Cô biết rõ nhất hoàn cảnh gia đình của cô. Về thuyết phục bố đi. Nếu không có lợi cho việc kinh doanh thì hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Đừng đổ lỗi cho gia đình tôi về mọi thứ. Tôi không lo lắng về chuyện của gia đình chúng tôi. Phu nhân, xe của thiếu gia đã tới. Tại sao Phó Diên Thành cũng ở đây? Diên Thành, con về rồi à? Mình nên làm gì, mình hồi hộp quá. Diên Thành, con đã trở lại rồi. Thưa bà, hôm nay anh Phó có cuộc họp quan trọng, không thể quay lại ăn tối. Đây là món quà được Phó Chủ tịch đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân. Bận, tôi biết thằng bé ấy bận. Hừm. Tuy nhiên, việc ly hôn có thể được giải quyết bất cứ lúc nào. Hãy để nó hoàn thành công việc của mình. Vâng thưa phu nhân, Phó Chủ tịch cũng nghĩ vậy. Ừm. Anh đi làm đi. Được rồi, thưa phu nhân. Sao vợ Phó Chủ tịch nhìn quen thế? Tôi sẽ cho cô biết khi Diên Thành rảnh rỗi, cô về trước đi. Dạ vâng. Quản gia đâu, vứt bỏ tất cả những thứ cô ấy sử dụng. Anh nghĩ ai là người rất may mắn trở thành nhà thiết kế cho Phó Diên Thành? Ai biết? Này, cô đã nghe nói Phó Diên Thành, người giàu nhất đất nước, trở về Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nhà tân hôn. Tôi nghe nói rằng anh ấy cũng đang tìm kiếm một nhà thiết kế. Tại sao lại có nhiều tin tức về Phó Diên Thành như vậy? Tôi đã nghe nói ông chủ của chúng ta và Phó Diên Thành là bạn học cấp 3. Anh có nghĩ chúng ta có cơ hội không? Chỉ là bạn học cấp 3. Điều này có gì thú vị? Thậm chí, thiết kế sảnh cưới cho Phó Diên Thành, giá trị này tăng lên gấp trăm lần. Ai sẽ không đánh giá cao cơ hội này? Cũng có những studio sắp phá sản. Làm sao có thể có cơ hội như vậy? Chào sếp. Penny, để tôi gửi cho cô. Hãy đến đây nhanh lên. Có một ông chủ rất quan tâm đến thiết kế của cô. Nếu dự án này được hoàn thành, studio của chúng ta có thể được cứu. Tuyệt, tôi sẽ đến ngay. Đây là nhà hàng ánh trăng có giá hàng trăm ngàn cho một bữa ăn. Dường như không đơn giản. Nhưng hẹn nhau ở đây để hợp tác. Chắc hẳn anh ấy rất giàu. Có hy vọng cho studio. Trang My vui vẻ nhắn tin. Này anh trai, tối nay anh có kế hoạch gì không? Đi vào nhà hàng ánh trăng. Bàn công việc. Thật trùng hợp ngẫu nhiên, em đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn cho anh. Đang đợi anh dưới ở nhà hàng ánh trăng. Để em nói cho anh biết. Nhà thiết kế này rất tuyệt vời. Đảm bảo anh hài lòng. Các giải thưởng thật tuyệt vời đảm bảo sự hài lòng. Đây là xe hơi của ông anh chủ ấy. Làm gì thế? Ôi trời, sự cạnh tranh việc làm hiện nay thật khốc liệt. Xin chào, chào mừng anh. Xin chào, anh có phải là bạn của anh Lý không? Tôi đến đây để đón anh. Đó là anh, đó là cô. Không không không, vợ cũ làm sao có thể thiết kế ngôi nhà mới cho chồng cũ trong cuộc hôn nhân thứ hai? Điều này quá phản cảm. Cô là món quà mà Lý Long đã nói với tôi. Quên đi, đơn hàng này chính là chìa khóa cho sự bền vững của studio. Thôi được rồi. Chào Phó Chủ tịch. Tên tôi là Penny. Tôi được anh Lý giới thiệu, đặc biệt đến đây để đón anh. Tôi nghĩ anh ấy không có can đảm gặp tôi. Dường như Lý Long thực sự đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời cho tôi. Đi nào. Được rồi Phó Chủ tịch.
Lý Long đã cho cô bao nhiêu? Ồ, tôi chưa gặp anh Lý. Nhưng tôi đã nói chuyện với sếp của tôi, không dưới 3 triệu sau thuế. Loại công việc này cũng phải đóng thuế. 3 triệu sau thuế. Tên Lý Long này có dám tiêu tiền không? À, một trong những biệt thự của anh hàng ngàn mét vuông. 3 triệu có phải là quá ít không? Tại sao chủ tịch tập đoàn Phó đàng hoàng lại keo kiệt như vậy? Phó chủ tịch là thế này, vấn đề này phụ thuộc vào kích thước của anh. Của anh rất lớn, điều này là cần thiết để đạt được sự thống vậy nhất. Vậy phải làm điều đó theo nhiều cách khác nhau. Điều này thực sự rất khó thực hiện. Cô ấy những điều như thế là điều hết sức tự nhiên. Thật không biết xấu hổ. Gì vậy chứ? Có lẽ anh ấy thích phong cách tối giản. Này 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 phó chủ tịch. Đừng đi. Nếu anh không thích như tôi vừa nói. Anh thích phong cách nào? Tôi có thể làm cho anh. Hai người dừng khoảng chừng 5 giây. Phó Diên Thành không tự chủ được. Nhìn xuống môi của Trang Mi. Bất giác nhớ tới những hình ảnh ân ái đêm đó. Tôi. Ồ. Có lẽ anh không biết rõ về tôi hơi nổi tiếng trong ngành. Ngoài ra còn có nhiều khách hàng thường xuyên. Vì vậy họ rất hài lòng với tôi. Tương đối uy tín. Vâng, khách hàng thường xuyên ừm. Đây không phải là lần đầu tiên của cô sao? Đầu tiên, sao có thể? Tôi đã làm việc này được 3 năm. 3 năm đối với người phụ nữ này. Loại chuyện này không đáng để tôi thực sự tự hào về nó. Tại sao? Đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ nói với anh Lý rằng tôi không cần. Sau đó tôi cũng tìm anh Lý. Lý Long cũng là khách hàng của cô sao? Đúng rồi. Thực sự không ngờ Lý Long lại có sở thích như vậy. Đã đến lúc kỷ luật anh ta đúng cách. Này, y thích thiết kế của tôi là một tội lỗi lớn sao? Sao anh lại nổi giận như vậy? Alo, Penny, ở đó thế nào rồi? Cô đã nghe tin gì từ phó chủ tịch chưa? Sếp, có vẻ như tôi đã phạm sai lầm. À, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Tôi ở phòng 140. Cô đến đây trước đi. Được rồi. Tôi xin lỗi, tôi tới muộn. Ối. Cô đến, nhanh lên. Mau nói chuyện với anh Lý. Chào anh Lý. Xin chào, cô Penny không chỉ tài năng. Khí chất còn phi thường. Tại sao? Không phải tôi đã nhờ anh đón anh họ tôi sao? Phó Diên Thành là anh họ của anh ấy. Vâng, phó chủ tịch đã không tới. Có lẽ vì anh ấy không hài lòng với thiết kế của tôi. Anh họ tôi gắt gỏng. Mọi người đều biết. Đừng lo lắng về thiết kế của cô. Tôi đã xem rồi, đảm bảo anh ấy sẽ hài lòng. Phó Diên Thành cũng tới quán bar nhưng ở một phòng khác. Phó chủ tịch của tôi. Vấn đề gì vậy? Anh rất nổi tiếng. Có phải là về việc ly hôn Trang Mi? Ly hôn là vấn đề thời gian. Tại sao lúc đó tôi và cô ấy lại kết hôn? Cô ấy biết rõ hơn tôi. Không phải Trang Mi. Vậy thì ai có lỗi? Nhìn anh nhiều tâm sự lắm. Sao chuyện đó có thể xảy ra được nhỉ? Tôi đã làm việc này được 3 năm. Nhưng mình chỉ nhìn thấy cô ấy bề ngoài. Mình nên quan tâm đến điều gì? Có điều gì đó khác biệt ở cô ấy? Kết quả là có quá ít người trong số họ giả vờ vô tội. Không biết cô ấy đã sửa lại màng bao nhiêu lần. Cái thai cũng không phải của tôi. Cô ta vẫn muốn tôi làm bố của con cô ta. Thật nhảm nhí. Đó là một suy nghĩ đẹp. Tôi nói với anh, phụ nữ thời nay không tốt chút nào. Miễn là anh thích những gì, họ có thể đạt được những gì. Mục đích là gì chứ? Dành nhiều thời gian để vui chơi đi. Hãy uống đi. Này, anh có điều gì muốn nói không? Tôi chịu trách nhiệm về cuộc vui này. Tại sao? Tôi nhận thấy gần đây tâm trạng của anh không tốt. Điều gì đang làm anh cho tôi biết phiền. Nếu tôi nói, nếu anh biết người phụ nữ đầu tiên của mình không phải là một người phụ nữ sạch sẽ, nhưng tôi luôn nghĩ về cô ấy. Có bình thường không? Này có gì đâu chứ, ai mà không nhớ lần đầu tiên. Nhưng phụ nữ là thế này thì. Diên Thành, không phải anh tự nói anh đấy chứ? Người đàn ông bị nói trúng tim đen liền đơ luôn. Này anh trai, cô Penny đã đợi lâu lắm rồi. Tại sao anh vẫn chưa đến? Tôi đến làm gì? Để cô ta phục vụ cả hai chúng ta cùng làm một sao lúc. Anh ấy biết căn biệt thự mình vừa mua sắp sửa sang lại? Mình muốn tận dụng lịch trình của Penny. Chẳng bao lâu nữa. Em cũng nghĩ thế. Tôi và cậu là anh em. Cậu có thấy lạ khi được phục vụ bởi cùng một người phụ nữ không? À, chuyện này có gì kỳ quái. Nếu anh phiền, em sẽ để cô ấy giúp anh trước. Em sẽ hẹn gặp cô ấy khi cô ấy có lịch trình. Đủ rồi Lý Long, từ giờ đừng giới thiệu những người như vậy cho tôi. Hả? Tại sao? Tôi nghĩ cô ấy khá phù hợp với anh. Nếu anh không hài lòng, vậy em sẽ làm việc với cô ấy. Em khá hài lòng. Gần đây cậu có rảnh không? Vậy sáng mai cô ấy sẽ không làm việc phải điều không? Điều này quá phí thời gian. Cậu gặp cô ta thật vô nghĩa. Bây giờ anh đang làm gì? Rõ ràng chính anh ta là người nói Lâm Cảnh Nguyên cần phải sửa sang lại.
tôi cũng muốn nói rằng thiết kế của cô hiện đại hơn, tôi chỉ mời cô đến đây một cách đặc biệt. Giờ tôi ngại quá không biết nói sao. Không sao đâu anh Lý, công việc kinh doanh này hoàn toàn phụ thuộc vào số phận. Có lẽ tôi không có cơ hội. Cô Penny, đừng lo lắng. Anh họ tôi chắc tâm trạng không tốt lắm. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy khi có thời gian. Cảm ơn anh Lý vì sự đánh giá cao. Hôm nay tôi sẽ trả. Tôi còn bận việc, tôi xin phép về trước. Ha ha, anh đi cẩn thận. Đi cẩn thận. Tại sao? Này sếp, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, rượu này hơi nặng. Tôi uống quá nhiều, tôi sẽ gọi cho anh tài xế. Lúc đầu tôi tưởng mình đã ký thỏa thuận này, chỉ cần nhìn vào studio. Làm thế nào mà việc bán hàng trở nên như thế này đây là tôi. Tại sao? Không sao đâu sếp. Không phải anh luôn nói rằng tàu sẽ chìm khi đến cầu sao? Chờ đợi lâu hơn một chút. Những gì có thể được thực hiện? Để tôi nói cho cô biết, nếu điều này tiếp diễn, tôi thậm chí còn không thể nuôi vợ mình. Ha ha ha, tôi thật sự vô dụng. Được, được, được rồi. Chờ đợi lâu hơn một chút. Làm sao có thể nói anh vô dụng? Ôi anh Phó, tôi chỉ có thể gặp anh ấy một lần sau 3 năm kết hôn. Ly hôn rồi, đi đâu cũng gặp. Điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy cũng là khách hàng của anh cô. Anh ta biết sếp mình say như thế này. Tôi e rằng studio của chúng tôi sẽ mất uy tín. Không không, không thể bỏ cuộc công việc bán thời gian của tôi. Cô Penny thực sự có năng lực. Phục vụ nhiều người cùng một lúc. Cuộc sống phải như vậy thôi. Vợ à, anh không thể mua cho em nước hoa. Em sẽ không ngừng yêu anh phải không? Được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cái đó, Phó Chủ tịch, tôi vẫn muốn hỏi. Tôi có thể phù hợp với bất kỳ phong cách nào anh thích. Nếu anh thực sự không hài lòng, tôi không cần phải tính phí cho anh bất cứ điều gì. Không phải cô đã có khách rồi sao? Có quan trọng không? Ồ, anh sợ rằng tôi sẽ làm hai việc cùng một lúc sao? Được rồi, anh có thể chắc chắn về điều nếu này. Anh cho tôi một cơ hội, tôi có thể tạm dừng mọi thứ. Tôi nói lại là tôi không cần. Tại sao chứ? Anh Phó đợi đã, đi thôi, đi thôi. Ồ, anh Phó. Ồ, anh Phó. Anh Phó, chờ đã, chờ Lương đã. Hải Thanh, chờ đã. Ai đã gọi tôi? Là cô. Cô à? Có phải là con ngày nào cũng quấy rầy chồng tôi không? Tôi đã nói với cô, tôi đã thấy quá nhiều thủ thuật của cô. Chỉ muốn dùng cơ thể của mình để kiếm tiền khi còn trẻ phải không? Tất cả tiền đều là tôi giữ, cô không thể kiếm được một xu. Đồ khốn nạn, tôi sẽ đánh chết cô. Đừng, dừng tay, vừa hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Cả hai đều mặc đồ đôi màu xanh lá cây, còn chối gì nữa? Thật là một con cáo không biết xấu hổ. Tôi đánh chết cô. Cút, này 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 này. Cô gái trông rất xinh đẹp, hóa ra là tình nhân, này. Lái xe đi. Xin chào, Phan Liên rất nhạy cảm. Chị dâu và bạn thân của cô ấy vừa ly hôn, vì vậy cô ấy rất nhạy cảm với vấn đề này. Tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy điều đó. Cô ấy yêu cầu tôi xin lỗi cô. Tôi hiểu. Nếu đó là lời nói của chồng tôi, nhắc tới chồng, tại sao cô muốn kết hôn? Ai có thể cưới cô về nhà? Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng để cô nghỉ việc? Studio của tôi mất một người tài giỏi. Ông chủ đó không phải là nhân viên bán thời gian. Nói cho tôi biết, anh có thể sắp xếp công việc gì cho này tôi? Này. Cô vẫn thông minh, tôi thực sự không thể đi. Trường hợp hôm qua, tại sao cô không giúp tôi kết nối? Chỉ cần thảo luận về năng lực của cô, tôi sẽ ở ngay phía sau hỗ trợ. Chẳng lẽ trước đây anh ấy thích quấy rối tình dục? Vạn Nguyên Bá, quên đi. Tôi trách tôi đã không hoàn thành việc xác nhận lại sớm hơn. Chúng tôi chỉ có thể cúi đầu trước nhân dân tệ. Vâng thưa sếp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ trở nên lộn xộn. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ giao cho cô đó. Xin chào cô, ha ha, cô ngày càng xinh đẹp đấy. Vạn Tông, ngưỡng mộ anh đã lâu. Phó Chủ tịch chào anh. Ô đúng rồi, hãy để tôi giới thiệu cho anh một người phụ nữ xinh đẹp. Lại là cô, tại sao? Phó Chủ tịch, anh biết cô ấy hả? Vừa làm xong việc tối qua, hôm nay lại ra ngoài đón khách. Cô Penny rất siêng năng. Không có cách nào anh không muốn tôi chỉ có thể kiếm tiền từ người khác. Tôi đợi ở đó, anh Vạn. Anh đi cẩn thận. Tôi nghe nói Phó Chủ tịch đã kết hôn. Ừm. Vị Phó Chủ tịch này hình như không phải là người đã có gia đình phải không? Đối với tôi nó cũng không giống như vậy. Nếu thực sự kết hôn, làm sao có thể không đưa vợ ra ngoài? Trừ khi người phụ nữ đó xấu đến mức không ai có thể nhìn thấy cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Phó Chủ tịch kết hôn với cô Penny? Nếu là tôi sẽ đưa cô ra ngoài mỗi ngày, làm thế nào tôi có thể xứng đáng chứ? Anh Vạn, trước tiên hãy nói về kế hoạch thiết kế, đừng vội,
hãy đến đây. Cô sẽ chơi bao nhiêu vòng? Thế nào, ha ha? Kỹ năng golf của tôi khá vững chắc phải không? Cô Penny cũng thử đi. Hừm. Nếu cô không biết thì tôi có thể dạy cô được không? Ngứa mắt quá. Phó chủ tịch mời tới đây. Vạn Tông, kỹ năng của tôi không tốt lắm. Anh đứng xa hơn chút, cẩn thận tổn thương đôi mắt của anh. Penny đánh một đường cơ bản như người thành thạo. Ôi, kỹ năng của cô rất tốt. Tôi nhận thua, tôi sẵn sàng cúi đầu trước. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác được không? Nóng quá. Tôi đổ mồ hôi sau khi tập thể dục. Cô có muốn tôi đi tắm trước không? Sao cô không đi tắm cùng luôn? Có quần áo thể thao dự phòng ở đây. Vâng. Anh Vạn, đây là phòng thay đồ nữ. Anh đang làm gì ở đây? Hoa hậu Đại Dương, đã có ai nói với cô rằng cô xinh đẹp chưa? Anh Vạn xin hãy tự trọng. Thật dễ dàng để nói về hợp tác. Chỉ cần cô chăm sóc tốt cho tôi, thêm vài triệu nữa phí thiết kế. Tất cả chỉ là vấn đề lời nói. Trang Mi muốn trốn thoát nhưng bị giữ lại. À, mọi người bên ngoài đều là người của tôi. Cô nghĩ rằng cô có thể trốn thoát. Anh Vạn, anh có chắc muốn làm điều đó với tôi không? Ý cô là gì? Tập đoàn của chúng tôi đã hẹn gặp Phó Diên Thành. Anh không nghĩ rằng mọi thứ sẽ bị hủy hoại vì việc này sao? Ha ha. Chỉ dựa vào cô, một nhà thiết kế nhỏ. Phó chủ tịch có thể làm điều gì vì cô? Tất nhiên là sẽ từ chối sự hợp tác của tập đoàn cô. Rốt cuộc anh ấy là chồng tôi, anh có dám phản bội anh ấy không? Tôi vẫn muốn bàn chuyện hợp tác với anh ấy. Phó Diên Thành là chồng của cô á? À, tôi nghĩ cô đang ảo tưởng. Penny, cô cũng giống như mọi cô gái khác. Chỉ muốn bám vào chức vụ phó chủ tịch thôi. Thật đáng tiếc là phó chủ tịch vừa nói với tôi, anh ấy hoàn toàn không biết cô. Lý do của cô quá tồi phải không? Vạn Tông, thông thường các cặp vợ chồng đánh nhau và cãi nhau. Anh không hiểu là do sự tức giận sao? Tất nhiên anh có thể thử. Nếu anh có thể gánh chịu hậu quả. Này, đợi một chút. Đây không phải là sự trùng hợp sao? Chồng cô ở đó, nhưng không tới chào hỏi. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Rất gần ngay trước mặt. Làm cách nào để chui xuống đất đây? Quên đi, tất cả đều là cái chết. Làm hết sức mình đi. Diên Thành. Diên Thành, tại sao anh lại ở đây? Em đã tìm kiếm anh lâu rồi. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Anh Phó, Vạn Tông muốn giở trò. Anh ấy cứ làm phiền tôi. Hiện tại, tôi đang muốn bàn hợp đồng. Hóa ra là anh Phó. Anh Phó, hóa ra người phụ nữ này là của anh. Phó Diên Thành, hãy vào và nói chuyện. Này cô. Tại sao? Phó chủ tịch, anh đang làm gì thế? Cô phải có đủ lý do để giải thích tại sao cô ở đây. Tôi ở đây để làm việc. Tôi không ngờ bài kiểm tra dành cho tôi lại như thế này. Khi chơi golf cùng nhau, trông cô vui vẻ lắm mà, tại sao bây giờ lại sợ hãi? Tôi cũng không ngờ anh ta lại trở nên như thế này. Diên Thành không nói một lời liền cởi từng chiếc áo ra mờ ám. Đó là gì chứ? Hóa ra là đi tắm, xem tới đây có cô gái nào muốn biến thành giọt nước không? Trang Mi nhìn thấy vậy liền nhớ tới ngày hôm ấy. Mình đang nghĩ gì vậy? Mình có làm phiền anh ấy không? Ít nhất nên hòa hợp với chồng cũ. Trang Mi vội vã rời đi. Lại bỏ đi, thực sự không biết cô ấy giả vờ không quan tâm hay cô ấy thực sự không quan tâm. Phó chủ tịch, anh ở đây à? Tại sao vợ anh không ra ngoài cùng anh? Vợ tôi á? Phó chủ tịch, tôi biết anh đã lâu rồi. Tôi thực sự không biết cô ấy là vợ của anh. Rất khó để nhìn thấy núi Thái Sơn. Đã xúc phạm anh rồi. Luôn nói rằng không cần tiền. Hóa ra là quan tâm đến vị trí giàu có. Thật là hài hước, tôi không có quen cô ta. Cái gì? Thật keo kiệt, cô ta đã lừa dối tôi. Tôi không tin nữa, hãy ra khỏi đây mà không bị ai chú ý. Bây giờ không ai nên chú ý đến tôi nữa, phải tôi không? Tôi sẽ chạy. Cô
bây giờ không chạy được à? Tên áo đen xịt thuốc mê khiến Trang Mi bất tỉnh. Mau lên. Cô ta đã bị cho uống thuốc. Anh có thể thưởng thức. Tiền thưởng tháng này tăng gấp 3 lần. Cảm ơn anh. Anh cứ từ từ chúng nhé. Tôi đi đây. Ối. Phải làm gì? Hai người vẫn đứng đó làm gì? Hãy ra khỏi đây. Định xem trực tiếp à? Xin lỗi chúng tôi đi đây. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao lại nóng như vậy? Cô có muốn làm điều gì đó hạnh phúc không? Tất nhiên là tôi cần một ly rượu để vui lên. Penny à, Penny ơi, sao cô dám nói dối tôi? Tôi sẽ quay một số video cho cô. Cô phải phụ thuộc vào tôi, hiểu chưa? Để nó đi. Hãy bắt đầu nào, này. Đồ quỷ đầu to, đi chết đi, ta. Đồ khốn nạn. Tôi sẽ giết cô. Chỉ vậy thôi hả? Nhanh hơn tôi. Anh vạn bị yếu sinh lý à, ha ha. Đồ rác rưởi này. Bây giờ cậu đang làm mau gì? Mau cút đi. Bắt cô ta lại. Ông phó, tôi Ratiek, thoát nước kém là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay thế bằng một bộ mới, ngay lập tức. Được rồi, anh không cần phải theo tôi. Chuyện rất nhỏ thôi. Đều là người của tôi. Hãy để tôi xem cô trốn đi đâu. Trang Mi gục ngã vào người phó Diên Thành. Anh phó, tôi bị hắn chơi thuốc. Anh phó, hà. Tôi Ratiek, bạn gái tôi say rượu và đánh anh. Tôi rất tiếc, nhanh chóng quay lại mau. À không, ôi không. Tôi sẽ chụp ảnh. Đừng gây rắc rối nữa và quay lại thôi. Đừng để anh ấy xem trò đùa. Cứu tôi. Phó chủ tịch, anh làm gì thế? Anh tự biết cô ấy có phải là bạn gái anh hay không. Không nói thêm một câu thừa, Phó Diên Thành bế Trang Mi rời đi. Anh Vạn, ra khỏi đây. Mọi thứ chỉ là rác rưởi, thật vô nghĩa. Ừm, anh thả tôi ra, anh buông tôi ra. Trang Mi mất kiểm soát liền xé áo Phó Diên Thành. A, cô là một con chó à? Tại sao lại cởi quần áo của tôi? Chồng ơi, anh đang giấu điều gì vậy? Tôi... hôn sao? Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Phó Diên Thành khổ sở giữ Trang Mi đang làm loạn. Có vấn đề gì sao? Cô... ôi, đừng chạy, đừng chạy. Tôi cảm thấy bối rối quá. Phó Diên Thành đặt Trang Mi vào bồn tắm nước lạnh. Bây giờ cô đã tỉnh chưa? Chồng, em nóng quá. Nói rồi kéo cổ Diên Thành lại gần. Chồng có muốn tắm cùng nhau không? À, cô có điên không, Penny? Hai người không cưỡng lại được trao nhau nụ hôn sâu. Chìm đắm trong nụ hôn, nhưng Phó Diên Thành đã lấy lại bình tĩnh, anh vội rứt ra ngoài đóng cửa để lại Trang Mi một mình. Phó chủ tịch, anh... tại sao anh phó đừng như vậy? Tôi là trai thẳng, dù dáng người của anh có đẹp đến đâu, tôi cũng không thể... anh nói về gì vậy? Nhanh lên! Chồng ơi, em lạnh quá! Chồng! Anh nhìn cái gì? Còn không mau lấy cho tôi một bộ quần áo. Ồ, anh có một cuộc họp ký kết trong nửa giờ nữa. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho anh. Có cần nhìn không? Mau chuẩn bị quần áo cho tôi. Được rồi phó chủ tịch. Đi nhanh lên. Ôi thật tai hại. Sao tôi dám gọi Phó Diên Thành là chồng? Chồng gì chứ? Gọi anh ta là chồng họ của tôi không phải là họ Trang. Phó chủ tịch. Xin lỗi, tôi chỉ...
Tại sao cô không hét to hơn, hoặc tôi sẽ tổ chức họp báo? Không không không, là hiểu nhầm. Phó Diên Thành ném cho Trang Mi chiếc áo khoác. Nó thật thơm. Đây là hương thơm của người đàn ông trưởng thành. Trong đầu Trang Mi lại tràn ngập những hình ảnh lúc vừa rồi. Trang Mi ơi Trang Mi, nghĩ gì vậy chứ? Làm thế nào mà có thể cưỡng hôn Phó Diên Thành? Mình chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Anh Phó, bây giờ là lỗi của tôi có thể làm gì cho anh không? Hoặc bồi thường về mặt tinh thần cũng có thể chấp nhận được. Cô nghĩ tôi thiếu tiền à? Hay cô đang cố tình nói điều này để thu hút sự chú ý của tôi? Cô có nghĩ rằng tôi sẽ nói trao cuộc sống của tôi cho cô? Đây không phải là thiết kế trước đây của tôi sao? Bức ảnh này. Anh có biết người thiết kế bức tranh này không? Cô cũng biết nhà thiết kế này. Anh ấy cũng là khách hàng của cô à? Tôi nghĩ tôi cần phải giới thiệu lại bản thân. Chào Phó Chủ tịch. Tên tôi là Penny. Công việc của tôi là một nhà thiết kế nội thất. Hình ảnh này được tôi thiết kế. Cô là nhà thiết kế sao? Tiền công là 3 triệu sau thuế. Không biết có chuyện gì vậy? Không có gì cả. Vậy là Lý Long đã giới thiệu với tôi vào thời điểm đó. Đó là vì thiết kế nhà tôi sao? Vâng, đúng vậy. Vậy trước đây cô đã nói gì với tôi? Cô đã làm việc trong ngành này được 3 năm. Là đề cập đến thiết kế nội thất, đúng. Nếu không, tôi sẽ có kinh nghiệm gì chứ? Vì thế, tôi muốn hợp tác với vì anh. Vì vậy, đêm đó là lần đầu tiên của cô. Không ổn, nếu anh ta đào sâu hơn, biết tôi là vợ anh muốn ly hôn, chẳng phải sự hợp tác này sẽ có tác động xấu sao? Không, tôi quên nói với anh. Thật ra tôi đã kết hôn. Kết hôn cái gì? Nhưng nếu không phải là lần đầu tiên, những vết máu đó là sao? Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Tôi chắc chắn anh cũng đã quên nó. Còn bây giờ, tôi cũng nhận nhầm người. Đó là lý do tôi gọi anh là chồng. Rất xin lỗi, thật là một sai lầm. Cô thiết kế làm việc rất chăm chỉ. Chồng của cô làm nghề gì? Tại sao anh lại hỏi? Nếu anh ta vẫn còn trẻ, cô không cần phải làm việc quá vất vả. Chồng của tôi, anh ấy chỉ là một lập trình viên bình thường. Dù lương không bao nhiêu, nhưng rất hướng tới gia đình. Hóa ra anh ta là một người kém cỏi vậy. Nếu Phó Diên Thành biết rằng anh ấy tự nói mình kém cỏi, không biết biểu hiện của anh ấy bây giờ thế nào. Vấn đề gì thế? Vâng, Phó Chủ tịch. Thiết kế này. Anh thấy đấy. Tại sao những người nghiêm túc luôn có thái độ thích kinh doanh? Có thể ngoài việc làm việc với tôi, chẳng còn gì cần phải nói nữa sao? Cô hãy thiết kế giúp tôi như một căn nhà tân hôn. Hãy tưởng tượng. Tôi sẽ trả 10.000 tệ. Cảm ơn anh Phó. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Vâng, nếu anh có nhu cầu, có thể trao đổi trực tiếp với tôi. Cô Penny hôm nay làm việc rất nhanh, như hai người khác nhau. Cảm ơn anh Phó vì lời khen. Ừm. Chào cô Trang, tôi là giám đốc bộ phận pháp lý. Tôi muốn mời cô thảo luận về việc ly hôn. Tôi không biết sáng mai cô có thời gian không. Hãy đến tham quan tòa nhà họ Phó đang chờ trả lời. Thật không may, điều đáng lẽ phải xảy ra đã đến. Xin chào, có chuyện gì thế? Xin chào, tôi tới đây để gặp. Tôi quên hỏi, tên giám đốc đã gửi tin nhắn ngày hôm qua là gì? Tôi đã hẹn gặp với giám đốc bộ phận pháp lý của bạn, cô có thể chuyển lời giúp tôi không? Cô bịa lý do à? Đi vào tòa nhà và tìm Phó. Tôi thấy nhiều người giống cô. Xin lỗi, công ty quy định không ai được vào nếu không có thông tin của khách, nếu không thì bất cứ con mèo hay con chó nào họ đều nói như cô, điều này ảnh hưởng đến công ty. Cô thể xuống đây được không? Ừ, hoặc cô nói với Phó Chủ tịch, tôi là nhà thiết kế nội thất. Tôi có một số câu hỏi muốn trao đổi với anh ấy, không phải ai cũng được gặp anh ấy. Người phụ nữ này, việc chúng ta có thể làm việc cùng nhau hay không là tùy thuộc vào hoặc Phó Chủ tịch. Hoặc cô có thể đại diện cho Phó Tổng thống. Phụ nữ như cô, leo rồng cưỡi phượng khá khó khăn. Tôi có thể đưa ra nhiều lý do. Được rồi, bây giờ hãy để tôi nói với Phó Chủ tịch. Xem cô làm gì. Xin chào. Có một người ở đây nói cần gặp anh Phó, tự xưng là thiết kế nội thất, hy vọng được gặp Phó Chủ tịch. Vâng, vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Xin lỗi, cô Penny, mời cô đi lối xin này. Mời đi thang máy dành riêng cho Phó Chủ tịch lên tầng trên cùng. Đã xác nhận, không phải là mèo hay chó chứ. Cô Penny, cô đang đùa tôi à? Cô là nhà thiết kế được bổ nhiệm bởi Phó Chủ tịch. Tôi hy vọng cô luôn có thể đối xử bình đẳng với mọi du khách. Được rồi, được rồi. Trang Mi, tại sao cô lại ở đây để gây rắc rối cho Diên Thành? Chẳng phải trước đây tôi đã nói rõ rồi sao? Thưa phu nhân, tôi đến đây vì tôi có việc phải làm. Tôi chưa bao giờ nghe đến studio của cô. Sao công ty lại chọn studio của cô? Cô đang lợi dụng danh tính vợ của chủ tịch à? Tôi không có, bởi vì tôi đã hứa với phu nhân, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Không tin thì hỏi Phó Chủ tịch. Thực sự à?
Điều đó không đúng, thang máy độc quyền này chỉ có thể được sử dụng nếu được lễ tân chấp thuận. Tại sao cô ở đây? Lần đầu tiên của tôi đến đây. Tôi không biết đây là thang máy độc quyền. Cho hỏi thang máy nhân viên ở đâu vậy? Bên kia kìa. Tôi đã được định sẵn là người đầu tiên, đừng có suy nghĩ mưu mô. Tất nhiên. Diên Thành mẹ vừa gặp Trang Mi ở công ty, chuyện gì vậy chứ? Cô ta muốn làm phiền, không phải từ bộ phận pháp lý sao, nên cô ấy mới tới. Con sẽ không gặp cô ấy, không muốn nhìn thấy. Tốt lắm, con phải cẩn thận đó. Đừng phạm sai lầm nào. Gia đình đó đồng ý ly hôn dễ dàng như vậy. Có vẻ như đang âm mưu gì đó. Vâng, con biết rồi. Mẹ ơi, con có khách rồi, con cúp điện thoại nhé, mời vào. Tôi không biết rằng cô Penny đã tới đây. Có điều gì quan trọng không? Tôi không thể nói rằng tôi đến đây để ly hôn với anh. Phó Chủ tịch, tôi ở đây. Tại sao lại gọi lúc này? Tôi ở đây để hỏi về kế hoạch thiết kế của anh. Ví dụ, sở thích của đối tác của anh là gì? Hoặc anh dự định có bao nhiêu đứa con? Con tôi ý hả? Chồng ơi, anh đang giấu điều gì vậy? Tại sao anh ấy cứ nhìn tôi? Có phải vì tôi đã nhắc đến đứa trẻ? Phó Chủ tịch, ngài không cần lo lắng. Tôi đã uống thuốc sau đêm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Uống thuốc sẽ không có thai đâu, Phó Chủ tịch. Cô vẫn có thể làm điều này. Chỉ có cô mới có thể nói điều này. À, xin lỗi, cô Penny. Tôi sẽ chuẩn bị đồ uống khác cho cô. Không cần đâu, tôi chỉ có câu hỏi này thôi. Nếu anh đã nghĩ về điều đó, có thể gửi email hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ vào trang web để kiểm tra. Sẽ dựa trên yêu cầu của anh, tôi sẽ cung cấp cho anh một kế hoạch. Lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh. Chào cô. Cô ấy nói sẽ gặp nhau trực tuyến. Tại sao không phải trực tiếp? Theo tôi thấy, có lẽ điều này có vẻ quan trọng. Tại sao? Quên nó đi, tôi đã yêu cầu bạn đến. Ô đúng rồi, quá trình đàm phán ly hôn diễn ra như thế nào? Hãy xử lý cho tôi. Ồ, may mắn thay mình có danh tính của một nhà thiết kế, nếu không thì gần như gặp rắc rối. Đây là ai vậy? Có phải vợ cũ chủ tịch không? Phải dạy cho cô ta một bài học. Ôi trời ơi. Rất xin lỗi. Để tôi lấy khăn giấy ướt lau cho cô. Muốn gây rắc rối cho tôi vậy sao? Vậy cô có thể giúp tôi làm sạch nó được không? Sao người phụ nữ này không làm như lẽ thường? Thông thường điều đó không cần thiết, phải không? Cà phê này có màu đậm. Không thể được làm sạch ngay cả với vậy cô ướt. Có thể giúp tôi nghĩ cách khác được không? Hay là cô đền bù cho tôi một cái khác đi? Này, chiều nay tôi có việc quan trọng. Tôi không có thời gian về nhà và thay nó. Tại sao chứ? Tôi chỉ đổ cà phê lên quần áo của cô. Tôi đã xin lỗi rồi. Cô có cần vô lý như vậy không? Dù sao thì vợ chủ tịch cũng là chị họ của tôi mà. Người cô vừa gặp là anh rể tôi. Cô có chắc chắn muốn tôi bồi thường không? Việc này có liên quan gì đến việc cô làm đổ cà phê? Hoặc cô để tôi đổ lại lên với cô. Vậy là hòa nhau. Cô. Buông ra. Nhân viên bảo vệ ở đâu? Chuyện gì thế? Anh rể anh nhìn xem. Người phụ nữ này rất kiêu ngạo. Cô ấy chỉ là một đối tác. Cô cố tình làm đổ cà phê lên áo tôi phải không? Tôi chỉ yêu cầu cô bồi thường. Bây giờ cô dùng danh tính của mình để ai đã đi tôi. Quá xa chứ? Không không. Anh rể, em không có ý đó. Đó có phải là cố ý? Có camera theo dõi. À, Phó Chủ tịch, cô Tiêu cũng có thể nghĩ tôi có ác ý. Một người muốn ở gần anh. Có lẽ cô ấy lo lắng. Chỉ cần làm rõ sự hiểu lầm. Người đâu? Được rồi, đưa cô Penny đến phòng thay đồ. Nhân tiện, tôi sẽ cử người mang đến một bộ quần áo. À phải rồi, tôi vẫn còn thắc mắc. Hãy nói về phần còn lại. Được rồi. Cô Penny, làm như anh rể tôi sẽ phạt tôi không bằng. Cô hãy đợi đấy. Cô Penny, đây là phòng thay đồ của Phó Chủ tịch. Đây là quần áo dành cho cô. Đừng ngần ngại. Tôi sẽ ra ngoài trước. Cảm ơn anh. Đó là thủ thuật của cô. Có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa tôi. Chỉ có cô muốn thay thế chị Chu Khánh. Đừng có mơ, Tiêu Thư Thanh. Tại sao tôi nhớ vợ Phó Chủ tịch lại không phải tên như vậy? À, cái tên cô đang nói đến có tên là Trang Mi phải xem, không? Ai mà không biết tình trạng của cô ta chứ? Đó chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Anh ấy không hề yêu cô ta, dù người khác có thừa nhận hay không. Cả hai đều đã kết hôn hợp pháp, miễn là cô ngủ một ngày. Tất cả phụ nữ thân thiết với Phó Diên Thành, họ đều có thể được gọi một cách kính trọng là tình nhân. Đồ khốn! Cô dám nói chị Chu Khánh là tình nhân, tôi khinh. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có ngoại hình là đủ, phá hủy mối quan hệ 10 năm giữa anh rể và chị Chu Khánh. Hơn 10 năm. Cái này... Phó Diên Thành trông không giống người yêu lâu năm lắm nhỉ? Đúng. Vậy tôi là loại người như thế nào? Phó Chủ tịch, anh không họp à? Penny nói đúng. Ngoài ra, tôi đã kết hôn. Sau này xin đừng nói gì nữa. Để tránh hiểu lầm. Ôi, chẳng lẽ anh ấy nghe được tôi nói Tiêu Sơ Tình là tình nhân sao? Khi tức giận, anh ấy đã cảnh báo tôi không được nói những điều vô nghĩa. À, Phó Chủ tịch, tôi không có ý đó. Penny, Penny à? Diên Thành bế Penny đi trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Thư Thanh.
hết rồi. Anh rể thực sự lo lắng cho người phụ nữ không? Phải nhanh chóng nói với chị Chu Khánh, để chị ấy quay lại nhanh chóng. Penny, chúng ta đang ở bệnh viện. Cô vừa bị sốt và ngất xỉu. Ồ, cảm ơn anh phó, có lẽ tôi chưa ăn gì. Rồi hôm qua tôi lại bị cảm lạnh. Penny nhớ lại ngày hôm qua bị Diên Thành cho vào bể nước lạnh. Bây giờ cô đã tỉnh chưa, chồng? Trời ơi, đúng là ai có men trong người cũng trở nên bạo dạn quá. Anh có muốn tắm chung không? Cô chưa kết hôn phải không? Sao không bảo chồng cô đến đón? Chồng tôi quá bận rộn. Tôi không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh ấy. Cảm ơn anh phó đã đưa tôi đến bệnh viện. Penny muốn mở cửa rời đi nhưng Diên Thành không cam lòng. Chờ đã, còn bây giờ thì sao? Cô đã trở nên như thế này, tại sao không nói với chồng mình? Khoảng cách quá gần khiến Diên Thành không nhịn nổi muốn hôn. Đây là việc của gia đình tôi, đừng lo, tôi ổn mà. Penny một lời nhắc nhở. Những người cho đi một cách mù quáng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Penny rơi vào trầm tư, hai người nhìn nhau với nhiều điều muốn nói cất giấu trong tim, những hạnh phúc mơ hồ. Nếu tôi không quan trọng, anh còn nghĩ gì nữa? Alo bố à? Mimi con đang ở đâu? Ngày mai là sinh nhật của Như Vân, con không quay lại à? Xin lỗi bố, gần đây con bận quá nên quên mất. Như Vân thực sự tốt với con thậm chí có thể quên ngày sinh nhật của con bé. Chẳng lẽ con chưa chuẩn bị quà gì sao? Bố, lập tức đi mua quà cho và quay lại để động viên con bé đi. Bố, khi nào bố có thể quan tâm đến con? Con cũng vậy, cũng là con gái bố mà. Xin chào, có gì có thể tặng cho em gái không? Đồ trang sức như một món quà sinh nhật. Cho tôi hỏi em bạn bao nhiêu tuổi? Này, bạn nghĩ gì về chiếc này? Hãy nghe anh giải thích, đừng giữ tôi. Lắng nghe anh đi, tôi không muốn nghe lời giải thích của anh. Đồ khốn. Cô. Nghĩ đến một cái tát vào mặt cũng đau. Penny. Trời ơi, anh ta nhận ra mình làm rồi. Ơn giả vờ không quen đi. Penny. Anh Lý, thật trùng hợp. Tại sao anh cũng ở đây? Tôi nghe nói anh họ tôi nhận đơn đặt hàng. May quá, cảm ơn lời giới thiệu của anh Lý. Tối nay tôi sẽ đãi anh bữa tối. Không cần đâu. Tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của cô. Hãy giúp tôi. Anh có chuyện gì à? Rất tiếc, không phải tôi vừa chia tay bạn gái sao? Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi, cùng tôi đi gặp một người. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Cô không giúp tôi thì tôi hết cứu. Tạm biệt. Không phải cái này. Nếu cô giúp tôi vượt qua khó khăn này, tôi sẽ giúp studio của cô không khá hơn. Thế là đủ rồi, đó chỉ là một vở kịch. Đừng để sự xinh đẹp của cô bị lãng phí. Được rồi, chỉ lần này thôi. Cảm ơn rất nhiều, Penny. Cái này, và cái này. Gói lại tất cả, tôi quẹt thẻ của mình. Không cần đâu anh Lý, tôi có thể tự mình mua. Ồ, hãy coi nó như món quà tôi dành cho cô. Ồ, điều đó rất hữu ích. Anh muốn đưa tôi đi gặp ai vậy? Được rồi, lát nữa cô sẽ biết, đi thôi. Nhìn kìa, đó là mẹ tôi, kiểu mà cả khuôn mặt nổ tung. Nếu hôm nay tôi có thể sống sót, cô là vị cứu tinh của tôi, không phải là anh quá dũng cảm sao, còn dám nói dối mẹ mình. Tôi không thể làm điều này, nếu anh giới thiệu cho tôi 10 đối tác, tôi sẽ giúp. Đi vào thôi. Xin lỗi Penny, cô hãy gặp mẹ tôi đi. Chúng con đến rồi. Đây là bạn gái của con, là một nhà thiết kế nội thất, cứ gọi cô ấy là Penny. Xin chào dì. Xin chào, trước đây con đã nói với mẹ con có người yêu, mẹ cứ nghĩ con đang nói dối, mẹ nghĩ con đã tìm một cô gái ngẫu nhiên nào đó để lừa mẹ, không ngờ lần này nó lại thành hiện thực. Con trai mẹ tuyệt vời. Mẹ, mẹ vừa nói gì thế? Penny thật tuyệt vời phải không? Trở thành nhà thiết kế cho anh họ Phó Diên Thành đó. Ồ, không cần phải lo lắng, con sẽ không ở bên một người phụ nữ không tốt. Được rồi, ối, cô bé này trông thật xinh đẹp và duyên dáng. Càng nhìn càng thích. Ha ha ha, đúng rồi. Đây là quà gặp mặt của dì. Đừng khách sáo, từ nay về sau nhờ con giám sát thằng bé cho dì nhé. Không ạ, dì ơi, khi đến đây con không mang theo quà gì cả. Vòng này quá đắt. Không đâu, con đừng ngại. Không có gì. Dì nói này, dì chỉ đưa cái này cho con dâu. Nhưng đừng cảm thấy áp lực. Hai đứa vẫn còn trẻ, chưa biết trước được, dù tương lai không thể ở bên nhau. Không sao đâu, chiếc vòng tay này sẽ luôn là của con. Mẹ ơi, chuyện đó, mẹ có thể kể cho anh họ được không? Con không muốn đi làm, con quá bận, không thể thời gian dành cho Penny. Được, không vấn đề gì. Đó là vì trước đây con không chắc chắn, mẹ chỉ yêu cầu con ngoan ngoãn đi làm. Thật đáng kinh ngạc, và có Penny theo dõi con, mẹ bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ mẹ bận rồi, sẽ không quấy rầy tình yêu đôi trẻ nữa.
được rồi, mẹ đi cẩn thận, hẹn gặp lại, tạm biệt. Tạm biệt hai con. Trời ơi, thành công rồi. Penny, cô là ngôi sao may mắn của tôi. Vòng này quá đắt. Tốt hơn là anh nên nói chuyện và giải thích được rồi, mẹ. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, được không? Làm sao gì tới đây được? Gì tới chuyển lời hộ Tiểu Long. Thằng bé rất bận trong thời gian cháu tái khám, không có thời gian để yêu. Lâm Tĩnh có bạn trai khác, điều này không có gì lạ. Này, lần này, cô bạn gái nhỏ này rất đẹp, TD đã ưng nó ngay khi nhìn thấy. Dì đã nghe những gì Tiểu Long nói, con bé ấy đang thiết kế cho nhà tân hôn của cháu. Hãy suy nghĩ vì đây là người cháu chọn. Điều đó không thể sai được. Dì đang nói về bạn gái điều đó, không đúng, cháu được kết nối trực tiếp. Tốt hơn là đưa nó cho dì, thông tin con bé. Sau đó, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng làm khó người khác. Có lẽ sau này chúng ta vẫn là một gia đình. Dì đừng lo lắng, cháu sẽ để ý, thật tuyệt vời. Ờ được rồi, dì đã nói những gì cần nói. Ừm, vậy dì về đây. Ha ha, cháu nhớ rồi. Dạ. Chào dì. Ô đúng rồi, Diên Thành, vấn đề cả đời của Tiểu Long đã được giải quyết, cháu cũng phải nhanh lên. Mặc dù dì chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Này, dì nghe nói mẹ cháu có quen rất nhiều công ty, chắc chắn có lợi ích. Tại sao cháu không thử nói chuyện? Cháu và mẹ không thể nào thân thiết với nhau được. Nhóc con, cháu đã có quan điểm riêng của mình, nhưng phải chú ý đến sức khỏe. Món chiên là gì, lượng calo cao, móng lợn lớn gì, đừng ăn thịt lợn hoặc bất cứ thứ gì tương tự, phải tập thể dục, cháu nhớ chưa? Anh Phó, anh bị sao vậy? Tôi thấy mẹ anh Lý Long vừa bước ra, chính anh Lý đã gây ra rắc rối. Không gặp rắc rối, chỉ là tôi phải lòng vợ người khác thôi. Tôi tin vào sở thích độc đáo của anh, không phải người phụ nữ đó vẫn luôn nói thế sao? Cô ấy có thực sự yêu chồng mình? Tại sao cô ấy lại ở bên Lý Long chứ? Thật ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Tôi nghĩ thật khó hiểu. Chúc mừng sinh nhật Như Vân, chúc mừng sinh nhật. Bố ơi, đợi cho đến khi bệnh của con khỏi hẳn, con sẽ chăm sóc bố. Được, được, được. Như Vân của chúng ta hẳn là phải khôn ngoan nhỉ, con bé này. Tất nhiên rồi, ha ha. Chị ơi, cuối cùng chị cũng về. Chị xem, bánh và đồ ăn chưa động tới, chỉ chờ đợi chị đến. Vân Vân, đây là quà sinh nhật của em, xem có thích không? Không quan trọng chị tặng gì, miễn là chị trở về. Vân Vân vui lắm, những năm qua em gái đối xử với con như thế nào? Bố đã nhìn thấy mọi thứ, nhưng còn con thì sao, hôm nay con đang làm gì? Thậm chí còn quên mất ngày sinh nhật của con bé. Hôm nay con sẽ quay lại. Con đến ký giấy ly hôn với Phó Diên Thành. Ly hôn nào? Rõ ràng bây giờ con thừa biết thời điểm quan trọng cho việc tài trợ doanh nghiệp, chúng ta cần sự giúp đỡ từ gia đình họ Phó. Tại sao bây giờ con lại giấu chuyện này với gia đình? Ly hôn Phó Diên Thành? Bố, một công ty chỉ có thể tồn tại bằng cách này sao? Nhấn mạnh để làm gì? Bố ơi, bố bị sao thế? Bố. Chồng ơi, chồng ơi. Đồ khốn kiếp, cô về làm gì? Chỉ cần đừng quay lại. Gần đây bố cô đang làm kinh doanh cho công ty, không bao giờ ngủ ngon. Có cần phải làm tức chết ông ấy không? Bố, con xin lỗi. Con không thể khôn ngoan hơn sao? Đừng đưa công ty vào khủng hoảng tài chính. Vụ ly hôn của Phó Diên Thành. Bố ơi, làm con ơi. Có thể không ly hôn Phó Diên Thành không? Con không xem Phó Diên Thành là ai, có thể cưới được anh ấy là phúc nửa đời. Nhưng tôi không biết điều gì khiến cô kiêu ngạo. Cô Trang, hãy chắc chắn rằng cô sẽ ký giấy ly hôn ngay hôm nếu nay. Nếu không chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo ly hôn. Bố, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, con sẽ về thăm bố ạ. Trang Miên thật sự không có tiền, gia tộc Phó của chúng ta muốn lật đổ nhà họ Trang, giống như bóp chết một con kiến. Tại sao cô ta dám nghĩ như vậy? Chỉ tìm cái chết. Mẹ không cần phải lo con lắng. Con có nhiều cách để kiếm tiền. Ông nội, Diên Thành, cháu đã thấy Mimi chưa? Con bé này đã trở nên xinh đẹp hơn chưa? Ông ơi, ông phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, không cần phải lo lắng về những điều khác. Sự quan tâm lời nói có ích gì? Nếu cháu thực sự quan tâm ông, hãy cùng Mimi nhanh chóng sinh ra một cậu bé khỏe mạnh. Ông ơi, tuần sau ông sẽ về. Khi ông không ở bên, cháu phải để mắt tới con bé. Nếu ông thấy Mimi bị bắt nạt, xem ông xử cháu thế nào. Ông sẽ về nước vào tuần tới. Cô vẫn muốn tôi ở lại bệnh viện đến hết đời sao? Bố, đó không phải là ý con. Ok, được rồi. Bố ơi, chắc là Trang Miên, chắc hẳn anh ta lại đi phàn nàn với ông nội. Ông nội con vẫn bị bệnh thận và đang nghỉ ngơi, làm sao ông ta vẫn có thể làm phiền người chứ? Này rất vô tâm. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng về điều này, để con lo. Phó chủ tịch cũ đã trở lại, cuộc hôn nhân này vẫn ly hôn, không cần luật sư để tạo hợp đồng mới, chỉ cần cô ấy là vợ trên danh nghĩa. Hãy để tôi diễn một vở kịch trước mặt ông nội, tôi đang có dự án để giúp gia đình Trang. Anh ơi, em không biết tại sao anh lại tức giận, nhưng đừng buồn nữa. Tối nay tôi ở Moonlight Computer thư giãn vào ban đêm. Ô anh trai, sao anh không đi ra mặt một lần? Người ta tưởng anh có bệnh đó. Tôi bận lắm, không có thời gian. Em cũng biết là thế, nhưng mà
một lần thôi. Phó Diên Thành có nghe thấy không? Thường thì mời đi chơi còn khó hơn là lên chơi. Tại sao hôm nay lại đồng ý nhiều như vậy? Nếu cậu thực sự không nói gì thì tôi sẽ không đi. Ánh trăng phòng 888. Tôi muốn xem khả năng của cô đến đâu. Có thể đốt bao nhiêu người thành từng mảnh. Con khốn đó thực sự đã đến một bữa tiệc lần trước. Đúng rồi. Tôi sẽ thay chị Chu Khánh cho cô ta một bài học. Con có thể nào? Đừng ly hôn với Phó Diên Thành được không? Bây giờ tôi chỉ có thể nói cho anh ấy biết danh tính thực sự của tôi. Nói chuyện tử tế. Xin chào, Penny. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi muốn cảm ơn cô. Hãy đến với Moonlight Room 888 tối nay. Tôi sẽ giới thiệu cô với bạn bè của tôi. Sẽ có đối tác tiềm năng. Lúc đó tôi sẽ nói với Diên Thành rằng Penny chính là Trang Mi. Đây rõ ràng là một điều tốt cho sự hợp tác. Hãy tạm gác việc ly hôn sang một bên. Bạn bè của Lý Long đều giàu có hoặc quyền quý. Có thể có một lối thoát cho studio. Được rồi anh Lý. Cảm ơn. Tôi sẽ đến đúng giờ. Mọi người đang uống rượu nó say, bỗng có tiếng bước chân tới, Trang Mi xuất hiện rạng rỡ như nữ thần thu hút mọi ánh nhìn. Penny, sao vẫn đứng đây? Hãy để tôi giới thiệu. Đây là nhà thiết kế mới Penny. Đó chính là người mà các vị đang tò mò, nhà thiết kế nhà tân hôn cho anh Phó. Cô Penny là nhà thiết kế rất hiện đại, sáng tạo và mới mẻ, chi phí lại hợp lý. Anh Lý cũng không nói có Phó Diên Thành, tại sao anh ấy lại ở khắp mọi nơi? Này cô, anh tôi khó tính lắm. Cô đã làm thế nào vậy? Nói cho tôi nghe đi, anh có cần hỏi không? Một người phụ nữ như cô ấy có thể làm gì khác ngoài việc thể hiện sự quyến rũ của mình? Penny cũng là khách mời đặc biệt của tôi, cô không có quyền nói như vậy. Vậy nên hãy thôi đi. Điều này đôi bên cùng có lợi. Được rồi, được rồi, được rồi. Không dễ để mọi người đến được với nhau. Chơi sự thật hay thử thách thì thế nào? Cô Penny, cô có phiền không? Được thôi. Thôi nào, thôi nào, thôi nào. Penny, cô phải cẩn thận. Người này nhiều trò lắm. Chúng ta cùng chơi nhé. Trước đây chưa từng ở bên nhau. Không chơi thì chán lắm. Được. Được rồi, quay thôi. Quay thôi, mọi người nín thở chờ kết quả. Nào ngờ lại trúng Diên Thành. Ồ. Diên Thành đừng trách tôi chuyện này. Mọi người đều thấy chứ. Thật hay thách. Lý Long à, này, thưa anh, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn. Anh sẽ không bỏ cuộc phải không? Làm sao có thể được, tôi cũng khá quan tâm đến đời sống cá nhân của Diên Thành. Anh có lần đầu tiên khi nào? Anh còn cần hỏi nữa không? Tất nhiên là khi ở nước ngoài với chị Chu Khánh. Đúng. Phó Diên Thành và Tiêu Chu Khánh đã ở bên nhau ngay từ đầu. Chắc chắn là có. Anh ơi sao anh lại suy nghĩ thế? Có lẽ anh vẫn còn là một xử nam sao? Tôi vừa trở về Trung Quốc. Đêm nhà họ Phó tổ chức tiệc. Ồ. Phó Diên Thành. Có phải là lần đầu tiên của anh ấy vào đêm đó? Anh nói dối hả? Không phải là gần đây sao? Tôi chưa trở về nhà sau chuyến đi này. Nào, nào, hiệp hai, tốt hơn là tôi nên quay lại. Thôi nào, thôi nào. Ồ. Diên Thành, đó không phải lỗi của tôi, mọi người đang xem, tôi không cố ý. Sự thật hay thử thách? Đêm ăn tối tiết lộ sự thật. Cô gái từng lần đầu với anh có ở đây không? Ừm, mọi người đều tò mò muốn biết câu trả lời. Có. Ồ ồ. Có thể nào là cô ấy? Ồ, đây là lần thứ ba. Nếu lại quay vào anh không thể giấu nữa. Ha ha. Joe, cô Penny, chọn sự thật hay thử thách? Nếu anh ấy hỏi lần nữa, chuyện gì đã xảy ra với Phó Diên Thành đêm đó? Tôi không thể giấu được nữa. Tôi chọn thử thách. Hà. Cô Penny rất hào phóng. Các chàng trai có mặt ở đây hãy chọn một. Hôn trong 30 giây. Cô Penny, cô đã lựa chọn chưa? Ồ, điều này tuyệt đối không thể. Tôi lại làm thế. Tôi không biết anh Lý. Từ lâu tôi đã nghe nói anh ấy là một playboy. Có lẽ tôi sẽ không quan tâm. Cô ấy thà khiêu khích người khác còn hơn đến với tôi. Đầu tiên là Vạn Nguyên An, bây giờ lại bơ tôi. Tôi có ý nghĩa gì với cô chứ? Cô muốn làm gì? Tôi không biết cô phục vụ bao nhiêu người đàn ông rồi, cho dù đó là anh Long hay ai. Thì cô không xứng. Thu Thanh đẩy Penny, không ngờ Penny lại ngã vào vòng tay của Diên Thành. Cô đánh liều hôn anh một cái. Anh giống như một ngọn núi hư ảo. Đợi gió thổi đi rồi sẽ biến mất. Hai người say đắm trao nhau nụ hôn ngọt ngào, không còn để ý tới những người xung quanh.
Còn bao nhiêu thời gian? Cô Penny, 30 giây đã hết. Diên Thành khẽ cười, lấy tay chạm vào môi Lưu Luyến. Penny ngượng ngùng chạy ra ngoài. Điều này là bình thường. Em thậm chí còn không thấy anh chạm vào phút nay. Anh đã hôn Penny trong 30 giây. Bạn có muốn? Cậu sẽ không tức giận chứ? Nhìn em giận sao? Tại sao em lại giận chứ? Em có thể thấy trong lòng anh đang nở hoa. Vẫn chưa quá muộn để hạnh phúc. Cậu thấy bạn gái mình bị một chàng trai khác hôn. Cậu không hề tức giận chút nào. Rất hào phóng. Bạn gái gì? Tôi đã nhìn thấy cậu khá gần ngày hôm nay, bây giờ lại giả vờ không biết à? Dù cô ấy chỉ là bạn gái của cậu, cũng không nên đối xử như vậy. Nhân tiện, Penny cũng đã kết hôn. Hai người xử lý thế nào? Bạn trai của Penny. Ồ, em nhớ rồi. Chết tiệt, em vừa nhờ Penny giả vờ làm cô ấy tới gặp mẹ em, anh sẽ không để ý đâu, phải không? Giả vờ như đó là điều bình thường, dù tôi vô tư. Nhưng điều đó không có nghĩa là em chọn đại. Hóa ra chỉ là giả vờ. Tại sao cậu lại làm thế? Tôi ghét người như thế này. Tiếc là không có. Em sẽ chỉ nói một điều. Tại sao anh vẫn bảo vệ cô ấy một cách trung thực? Anh có quan tâm đến Penny không? Gì thế? Cô đã có chồng và... Cô ấy yêu chồng. Cái gì? Cô ấy đã kết hôn sao? Ôi phó chủ tịch của tôi. Tại sao anh rất thông minh trong kinh doanh? Khi gặp được một cô gái anh lại ngập ngừng như vậy. Ý anh là gì? Ý tôi là gì? Nam nữ. Người đã kết hôn không về nhà lúc nửa đêm. Nếu cô ấy yêu chồng mình, tại sao cô ấy không đeo nhẫn cưới? Diên Thành lén nhìn sang xem tay Penny quả thực không đeo nhẫn cưới. Và tôi có thể đảm bảo, cô gái đó chắc chắn thích anh. Cô ấy thích tôi. Làm sao có thể? Nếu cô ấy thực sự thích tôi, tại sao lại nói với tôi là đã có chồng? Anh không hiểu điều này, đây được gọi là thói quen. Họ đều có câu nói này trong số những người phụ nữ. Những gì không thể có được là điều tốt nhất. Nếu cô ấy không nói điều đó, sao có được sự chú ý của anh? À, anh vẫn không tin điều này. Tôi có ở đây 5 quy tắc để kiểm tra xem một cô gái có thích bạn không. Anh có dám thử không? Đầu tiên, cô ấy có thường xuyên nhìn trộm anh không? Ảo giác. Tại sao tôi có cảm giác như Diên Thành luôn nhìn mình? Có vẻ như không cần phải thử lại lần nữa. Thứ hai, cô ấy có thường xuyên tìm cơ hội được ở một mình với anh không? Có. Thứ ba, cô ấy có thường xuyên xuất hiện trước mặt anh không, khoe cơ thể của mình? Thứ tư, để tránh anh hiểu lầm, cô ấy sẽ từ chối bất cứ ai khác giới trước mặt anh. Cô ấy thực sự chưa kết hôn sao? Hay chồng cô ấy mất rồi? Điểm cuối cùng này là cô ấy biết anh thích một người khác sẽ buồn phải không? Ô anh trai, mọi thứ đã sẵn sàng cho anh. Điều đó phụ thuộc vào anh. Mau lên. Đi, 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 đi. Tại sao Diên Thành lại ở đây? Cứ nhìn tôi mãi. Chẳng lẽ anh ấy phát hiện ra tôi quá buồn ngủ sao? Đến hỏi tôi phải không? Phó chủ tịch, thật ra tôi luôn muốn nói điều gì đó với anh. Cô Penny, thật ra tôi đã kết hôn, vợ tôi tên là Trang My. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, rất yêu thương nhau. Yêu nhau hả? Phó Diên Thành có uống phải rượu già không? Tôi đã yêu anh ấy. Tôi còn không biết đó. Điểm cuối cùng này là cô ấy biết anh có một cô gái trong lòng sẽ buồn phải không? Điều số 5, cô ấy thực sự thích tôi. Nếu cô ấy thực sự chưa kết hôn, có lẽ Penny à, cô thực sự kết hôn rồi sao? Phó Diên Thành thực sự đang thử thách tôi. Có vẻ như anh ấy biết tất cả mọi thứ, vừa buộc tôi phải thừa nhận điều đó. Phó chủ tịch, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Một số người thực sự nghĩ cao quý, phải không? Cô nghĩ cô là người duy nhất à? Tôi muốn ra ngoài nói chuyện với anh Diên Thành. Được. Này, con khốn, dám quyến rũ anh gì? Đợi tôi lột lớp da giả của cô ra, hành động như một con chó cái. Cô đã gọi tôi ra. Cô muốn nói gì? Phó chủ tịch, tôi muốn nói. Thật ra tôi muốn nói với anh. Thực ra tôi... Xin lỗi, tôi sẽ nhận cuộc gọi. Này, còn việc ký giấy ly hôn thì sao? Có thể cho tôi thêm thời gian được không? Kế hoạch đã thay đổi. Ông nội phó sắp về Trung Quốc. Anh phó không muốn làm cho tình trạng của ông nội tệ hơn. Hy vọng cô có thể giả vờ làm một cặp với anh ấy. Điều kiện là anh phó có thể giúp gia đình cô vượt qua khó khăn. Thật là hết nói nổi. Trả lời điện thoại vào lúc này, người phụ nữ này không thể đọc được bầu không khí à? Vì thế, anh ấy không có ý định ly hôn với tôi bây giờ. Ờ, bây giờ chỉ vậy thôi. Tốt, tốt, cảm ơn bạn. Cô thực sự không muốn ly hôn với anh ấy.
Tại sao một số người lại có thói quen nghe lén điện thoại của người khác? Cô gọi tôi ra mà. Cô là người muốn nói chuyện với tôi. Cô nghĩ tôi rất nhàn rỗi sao? Không có. Phó Chủ tịch, anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy. Anh Phó, tôi mời anh ra ngoài vì tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi. Cảm ơn rất nhiều. Hóa ra cô ấy chỉ muốn nói lời cảm ơn. Thật vô nghĩa. Năm nguyên tắc đó là gì? Không đúng chút nào. Hai người nhìn nhau ngại ngùng, Penny liền đi vào phòng trước để lại Phó Diên Thành với nhiều suy tư. Tuyệt vời, không cần phải ly hôn bây giờ. Không chỉ thực hiện được tâm nguyện của cha, studio cũng đã được đảm bảo. Em gái đẹp, cô giúp chúng tôi dễ dàng tìm thấy cô. Các anh định làm gì? Ha ha ha. Vâng, cô đẹp quá. Ha ha ha, anh em tôi thật may mắn. Tất cả đều rất tốt. Này em gái ơi, đừng sợ. Để anh em tự lo liệu. Joe. Thôi nào, 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 ha ha ha. Ôi em gái này xinh thật đấy. Này ai vậy? Các người đang làm gì? Nếu không muốn chết thì hãy cút ngay. Đây là lỗi của anh. Đến và gặp chúng tôi. Tại sao lại đưa người đàn ông của cô đến đây? Không nghe thấy hả? Ra khỏi đây. Tại sao còn đứng đó ngơ ngác? Thôi nào, con khốn. Anh Phó Diên Thành, anh ấy là Phó Diên Thành. Phó Diên Thành đấy. Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Điều gì đã thất bại? Đồ vô dụng. Cô không nói rằng Phó Diên Thành cũng ở đó. Toàn bộ chúng tôi. Ai dám đánh anh ta? Nếu cô không muốn sống, chúng tôi vẫn muốn. Anh Diên Thành thực sự đã cứu con hồ ly tinh đó. Nếu việc này tiếp tục, không ổn chút nào. Chị Chu Thanh, chị nên trở về nhà càng sớm càng tốt. Có con hồ ly đã quyến rũ anh Diên Thành thì sao chứ? Từ nhỏ chị đã luôn yêu Diên Thành. Nhưng không phải Diên Thành cũng yêu chị sao? Nhưng anh Diên Thành hình như đã ngủ với con khốn nó. Em nghiêm túc à? Anh Diêm Thành tự mình nói, đó là buổi tối anh trở về nước. Đặt vé máy bay cho tôi về nước, bây giờ ngay lập tức, nhanh lên. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vết thương quá sâu, cần phải khâu, xin vui lòng ra ngoài trước. Người phụ nữ này vẫn còn có lương tâm. Xin chào ông nội. Ông đã gọi cho cháu nhiều lần. Tại sao cháu không nghe? Xin lỗi ông ạ. Ông ơi, bây giờ cháu đang ở bệnh viện thế nên không để ý đến điện thoại. Mimi, cháu bị sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ơi, cháu ổn. Đó là Phó Diên Thành. Để bảo vệ cháu, lòng bàn tay bị thương, phải đi khâu. Xin lỗi, ông đã trách tôi. Ơ thằng nhóc này. Nó là chồng của cháu. Nếu thậm chí không thể bảo vệ vợ mình, thì là loại người như thế nào? Được rồi, hãy chăm sóc thằng bé thật tốt nhé. Ông sẽ không làm phiền đôi bạn trẻ nữa. Dạ. Vâng. Hà, đúng như mong đợi từ cháu trai của tôi. Ông nội, cuối cùng cháu đã trưởng thành, hãy bảo vệ vợ cháu. Cháu đã không làm ông thất vọng. Ông ơi, đây là hình phạt nặng nề. Lúc đầu ông lo cháu không tốt với Mimi, không ngờ các cháu lại tình cảm đến vậy. Ông sẽ quay lại sau 2 ngày nữa, đừng quên mời Mimi đến đón ông. Vâng ạ. Tình cảm sao? Ông đang nói về điều gì? Anh Phó đã xong rồi. Không sử dụng tay trái trong thời gian này. Cũng đừng để nó bị ướt. Được rồi, tôi đã rõ. Anh Phó, cảm ơn vì đã cứu tôi. Trước khi vết thương ở tay của anh trở nên tốt hơn, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh. Bất cứ điều gì? Ý tôi là, tôi khá giỏi nấu ăn. Nếu không phiền, tôi có thể giao đồ ăn cho anh mỗi ngày. Ngay cả khi tay trái của anh không thoải mái, tôi sẽ luôn ở bên anh. Cô Penny, cô làm điều này với người đàn ông khác, chồng cô có ghen không? Chồng tôi thực sự tin tưởng tôi. Và tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy. Có chồng rồi. Vẫn lừa dối. Được rồi, thế thôi. Tôi sẽ cung cấp địa chỉ sau, mang đồ ăn cho tôi mỗi ngày, Penny. Có được không? Vâng, không vấn đề gì. Trang Mi,
tại sao chị ấy lại ở đây? Dừng lại ở đây thôi. Chị. Vân Vân. Chị ơi, em thấy người đó trên bản tin. Đó có phải là Phó Diên Thành không? À, Vân Vân à. Gần đây em có phẫu thuật không? Tại sao lại chạy ra ngoài? Không ngờ Phó Diên Thành ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Đẹp trai và giàu có. Giá như mình không bị bệnh, kẻ thua cuộc như chị làm sao có thể cưới Diên Thành được. Đi nào, chị sẽ đưa em về. Được rồi, không cần thiết. Bác sĩ. Trang Mi. Nếu cô ghét nó tôi có thể chịu. Tại sao cô phải làm thế? Con bé rất ốm yếu mà cô vẫn tới tận bệnh viện, có phải giết nó cô mới thỏa mãn không? Bố, ngay cả bố cũng nghĩ con cố ý sao? Trang Mi. Con biết em gái con không được khỏe mà vẫn phải đưa nó ra ngoài, lỗi thực sự là của con, xin lỗi mẹ đi. Tại sao con phải xin lỗi? Rõ ràng là Vân Vân chạy ra ngoài ngất đi. Bố không hỏi bất cứ điều gì. Tất cả là lỗi của con. Bố có còn nhớ rằng con cũng là con gái bố không? Lần này là do mẹ của con, quá bốc đồng. Con đừng để ý. Không. Con đi đây. Hãy quay lại và gặp lại con bé. Hừ, cô đã bộc lộ bản chất thật của mình rồi à? Vân Vân vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, cô lại vội vã rời đi. Cô thực sự hy vọng nó không thể qua khỏi. Vậy thì chỉ còn lại cô. Thôi đi. Con gái. Mẹ con đang giận thôi. Bà ấy không phải mẹ con. Mẹ con đã qua đời. Mặc dù con đã nói như vậy, không ai trong số các người sẽ tin con. Tôi là kẻ dư thừa. Con có thể chịu được cái tát này của dì Chu, nhưng đây là lần cuối cùng. Nhìn đi, thái độ của nó là gì? Theo tôi, nó không coi trọng ông chút nào. Mimi cũng là con gái tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đánh nó. Ừ được rồi, con bé là con gái của anh, phải không? Còn Vân Vân vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, tôi biết làm thế nào. Có vẻ như Trang Mi vẫn đang âm mưu thừa kế. Được rồi, phải nhanh chóng nghĩ ra giải pháp. Tôi không thể để con khốn nhỏ này cướp tài sản. Bố. Con cũng là con gái của bố. Mimi. Con sai rồi, xin lỗi mẹ đi. Bố. Trên thực tế, bố đã nghiêng về phía họ. Penny thấy tiếng chuông báo thức liền vội vàng xếp đồ ăn tới cho Phó Diên Thành. Phó Chủ tịch, tôi đến đây. Cô ta đúng là một con hồ ly tinh, nhưng lần này, cô chết chắc. Canh sườn heo sẽ giúp cơ thể hồi phục. Tôi đặt nó ở đó cho anh, tôi về trước đây. Penny. Mặt cô bị sao vậy? Tôi vô tình va vào cái gì đó. Bất cẩn quá. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vết thương. Tại sao cô ấy lại phản ứng nhiều như vậy? Chỉ những người thường xuyên bị tổn thương mới vô thức tránh né. Bỏ tay ra. Penny, hãy nói cho tôi sự thật đi. Chồng cô có đối xử tệ với cô không? Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ thân phận của tôi? Anh Phó, anh hiểu lầm rồi. Tôi và chồng tôi rất yêu nhau. Thực sự yêu, anh ấy đã làm điều này với cô. Thậm chí còn đề cập đến việc ly hôn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi à? Cô yêu anh ấy rất nhiều. Dường như việc tôi có yêu anh ấy hay không liên quan gì đến anh. Chưa kể anh rất bận. Tôi sẽ không làm phiền anh với điều nhỏ nhặt này. Penny muốn rời đi nhưng bị Phó Diên Thành giữ lại. Hệ thống điện nhà này thông minh ghê, biết tắt đúng lúc. Trong khoảng cách gần như vậy, Diên Thành không kìm được muốn hôn Penny. Bỗng có kẻ phá đám. Diên Thành. Chu Khánh, em trở về Trung Quốc khi nào vậy? Làm sao em biết anh ở đây? Chẳng phải em muốn tạo cho anh một bất ngờ sao? Làm sao hả? Anh không vui khi em quay lại sao? Không. Họ yêu nhau rất nhiều. Tôi ở đây chỉ là bóng đèn. Tôi không biết phải làm gì nữa. Ai đây? Ôi thưa cô. Tôi đến đây để giao đồ ăn cho Phó Chủ tịch. Ồ. Hóa ra cô ấy là bảo mẫu. Điều đó rất khó khăn với cô. Nhưng bây giờ tôi đã trở lại. Từ bây giờ cô không cần phải làm như thế này nữa. Tôi sẽ sắp xếp cho cô làm những việc khác. Chu Khánh.
khách sạn đã thuê một nhà thiết kế. Phó chủ tịch, giờ anh đã có người chăm sóc mình rồi, tôi sẽ không ở lại nữa. Khi nào anh rảnh rỗi? Hãy để tôi nói cho anh biết thêm về thiết kế chi tiết. Sáng mai lúc 9 giờ, nhân tiện, tôi sẽ ký hợp đồng. Ồ, tôi hiểu rồi. Nhân tiện, Diêm Thành, giúp em hẹn gặp Trang My, em muốn gặp cô ấy. Em định làm gì? Cô ấy đã giữ vị trí của em trong một thời gian. Em luôn muốn biết cô ấy trông như thế nào. Rốt cuộc thì cô ấy đã chăm sóc anh rất lâu rồi, em nên cảm ơn cô ấy, phải không? Vâng, đúng rồi đó. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không phải anh muốn. Anh biết, anh không thích em xen vào. Chuyện gì xảy ra với tay anh vậy? Penny vừa đưa cho anh đồ ăn, có phải vì vết thương? Diên Thành, em biết một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới, em có thể giới thiệu cho anh. Không cần, anh khá hài lòng với Penny. Nhưng mà, Chu Khánh, em vừa về nhà, cần nghỉ ngơi tốt, anh sẽ sắp xếp đưa em về nhà họ Tiêu. Chị đến thăm em à? Em cảm thấy tốt hơn chưa? Có khó chịu không? Mọi chuyện vẫn ổn. Em đã nghe mọi thứ. Chính mẹ em đã quá kích động. Em có thể thay mặt bà ấy xin lỗi chị được không? Em không cần phải xin lỗi. Việc của bà ấy không liên quan gì đến em. Em biết chị gái em là tốt nhất. Ô đúng rồi, chị. Người đi cùng chị ngày hôm đó là Phó Diên Thành phải không? Chị không có ý định ly hôn phải không? Mọi chuyện bị trì hoãn. Được rồi, chị sẽ quay lại thiết kế trước. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, được chứ? Vâng. Chị phải tự biết mình không xứng đáng với anh ấy chứ. Này anh, xin hãy giúp tôi tìm ra nơi Phó Diên Thành hiện đang sống. Ừm, người đàn ông giàu này phải nói chuyện về công việc lúc 9 giờ sáng. Kỷ luật tự giác phi thường. Tại sao cô ở đây? Nhân tiện, cô cần bao nhiêu? Xin chào, ông chủ, gửi cho tôi bản sao hợp đồng của ông. Ngoài ra còn có con dấu chính thức để tôi đóng. Cô muốn một hợp đồng chính thức và con dấu để làm gì? Ồ, dạo này tôi đang bận. Sau đó tôi quên nói với anh, tôi đã hoàn thành việc hợp tác với tập đoàn Phó. Rất tốt. Với số vốn này, công ty chúng ta có thể được cứu. Này, đó là về hợp đồng. Đừng lo lắng, ngày mai cô có thể đến trực tiếp công ty để nhận. Vậy thì sáng mai lúc 8 giờ 30 phút. Chuông báo thức kêu, Penny vội vàng dậy chuẩn bị tới công ty. Ối, không có mắt à? Joe, tôi tưởng là ai? Đây không phải là nhà thiết kế tuyệt vời của chúng ta sao? Tôi nghe nói bây giờ cô đang ở trên cành cao. Này, tôi đã để cô đi à? Cô không xứng đi cùng anh ấy. Muốn gặp lại Phó Diên Thành, tôi khuyên cô nên tự soi gương nhìn lại mình. Làm sao Phó Chủ tịch có thể thích cô? Nhưng tôi có đủ tư cách để thảo luận về việc hợp tác với Phó Chủ tịch. Cô có không? Cô bớt tự cao đi. Không có nể nang với sếp Lương, Phó Diên Thành thậm chí sẽ không nhìn cô lần thứ hai. Đừng ảo tưởng về chiến thắng. Hãy cùng hợp tác với Phó Diên Thành, khuyên cô hãy ngừng mơ mộng. Này, tôi đang nói chuyện với cô không nghe thấy hả? Ừm. Nói chuyện á? Tại sao tôi nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Được rồi. Penny, cô có biết đây là một công ty không? Cô tự ý dẫn người vào đây dù không được phép. Cô vô liêm sỉ vậy. Trần Kỳ. Im đi, cô nghĩ cô là ai? Tại sao cô dám gọi tên tôi? Và không phải ai cũng có thể vào công ty. Tôi khuyên cô nên ra ngoài trước khi an ninh đến. Chào cô. Tôi muốn xem cô bảo tôi ra ngoài như thế nào. Tôi là giám đốc của nhà thiết kế này. Tôi chỉ mất vài phút để ném anh ra ngoài. Người đâu? Nhân viên bảo vệ ở đó lập tức đuổi người này đi. Đúng. Mời vào, mời vào. Ôi Phó Chủ tịch, sao anh lại đến đây một mình? Phó Chủ tịch, anh là Phó Diên Thành à? Studio này rất hoành tráng. Có vẻ như tôi không xứng đáng làm việc cùng. Ha ha ha, Phó Chủ tịch, anh cứ nói đùa. Anh có thể làm việc với studio của chúng tôi. Đây là phước của tôi từ kiếp trước. Phước của kiếp trước, của kiếp trước luôn, ha ha ha. Tại sao cô vẫn còn đứng đó? Xin lỗi mau, xin lỗi. Tôi xin lỗi, anh Phó, tôi bị mù. Xin lỗi, anh Phó. Phó Chủ tịch quả thực là sơ suất của công ty chúng tôi. Vậy tôi mời anh có thể chọn một nơi mà anh muốn ăn. Tôi anh mời. Nghĩ thế nào? Cô có ngốc không? Tôi đang giúp cô. Cô làm vậy làm gì? Ừm, tôi biết rồi. Vị chủ tịch uy nghiêm của tập đoàn Phó,
làm sao cô thể bị lay động bởi thức ăn? Phó chủ tịch, miễn là không ảnh hưởng đến việc hợp tác trong khả năng của chúng tôi. Anh cần gì cứ nói ạ. Gì chứ? Cô thực sự khách sáo vậy cứ hả? Cứ muốn nhận lỗi sao? Cô ấy là người của chúng tôi. Vậy thì hãy để cô ấy rời khỏi công ty này đi. Hả? Hả? Tôi. Ông chủ, tôi. Tại sao điều đó không thể được thực hiện? Điều này phù hợp với khả năng của công ty anh, phải không? Tất nhiên rồi. Chị Trần, chị bị sa thải, hãy đi đi. Thưa Phó Chủ tịch. Cô mau đuổi theo anh ấy đi. Phó Chủ tịch đừng đi. Phó Diên Thành, Phó Chủ tịch của tôi ơi. Tại sao anh không nghĩ về hợp đồng nhiều hơn? Sự hợp tác đã được đàm phán mà. Nó cứ bị phá hủy như thế này sao? Cô sẵn sàng đứng ngoài và nói chuyện hợp tác với tôi không? À. Đi nào. Đây là chi tiết của hợp đồng, Phó Chủ tịch xin hãy xem xét. Ừm đó. Tại sao hôm nay Phó Chủ tịch lại đột nhiên đến công ty chúng tôi? Tôi có một cuộc họp sau đó, nhưng cô đến muộn. Có lẽ nào cô vẫn nghĩ tôi đến muộn. Ngồi trên xe, Penny vì làm việc quá sức nên bất chợt ngủ thiếp đi. Không quan trọng. Penny vô thức ngả vào vai Phó Diên Thành. Cô ấy mệt sao? Ừm. Chồng à. Chồng à, cô ấy yêu anh ta đến mức nào, có thể mơ về anh ta, một người phụ nữ đã kết hôn. Nhưng chồng cô ấy không yêu cô vô ấy. Ích. Tại sao chứ? Vì sao người phụ nữ này ngần ngại không ly hôn vì bạo lực gia đình? Phó Chủ tịch à, hầu hết phụ nữ sau khi kết hôn, họ đều sẵn sàng nuốt cơn giận vì gia đình. Mặc dù cô Penny rất có năng lực, công việc cũng rất độc lập, nhưng dường như không thể thoát khỏi xiềng xích của hôn nhân với phụ nữ. Tôi có hỏi anh à. Nói quá nhiều không phải lỗi của tôi. Người chồng đối xử tệ bạc với người phụ nữ. Còn ai ngoài cô Penny? Vịt mồm to. Rất xấu. Ông nội hôm nay về nước và nhờ con đón Trang My. Chúng ta hãy cùng nhau đón ông ấy. Vâng, con biết rồi. Mẹ tình cờ trò chuyện với gia đình Trang. Đừng để chúng lợi dụng sự có mặt của ông nội, thậm chí còn có những suy nghĩ không phù hợp. Vâng, con sẽ tìm hiểu. Nếu người anh cưới là em. Phó Diên Thành đặt lên trán Penny một nụ hôn. Xin lỗi anh Phó, tôi không cố ý làm điều đó. Tôi luôn được gọi là Lão Bưu, tôi không cần xin lỗi. Trang My ơi là Trang My, dù anh ấy thực sự là chồng của mình, cũng không thể gọi anh ấy ra ngoài. Xin lỗi. Phó Chủ tịch, tôi có chuyện khẩn cấp, tôi sẽ rời đi hôm nay, chắc chắn lần sau tôi sẽ đền bù xứng đáng cho anh. Tôi thậm chí còn biết cô lâu rồi, còn gì phải lo lắng nữa. Có lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Chào cô Bạch. Có chuyện gì mà cô gọi cho cháu vậy? Hãy đến biệt thự Dương Quan, có điều này tôi muốn nói. Đồng ý. Cô Bạch, có chuyện gì vậy? Vào đi. Bố, sao bố lại ở đây? Tất cả mọi người ở đây. Vậy hãy để tôi đi thẳng vào vấn đề. Ký hợp đồng đi. Đồng ý ly hôn và bỏ nhà đi. Gia đình Phó của chúng tôi sẽ giúp gia đình Trang. Cô Bạch, có phải vì Mimi làm chưa tốt? Tôi nghĩ con bé còn trẻ nên sơ suất. Có thể thay đổi, con bé cũng tốt. Nhưng nhà họ Trang của ông không xứng với nhà họ Phó. Giá như lúc đó không phải vì nó, cứu sống ông nội. Gia đình ông thậm chí còn không đủ tư cách gặp gia đình tôi. Tuy nhiên, có thể ly hôn sau một năm. Nếu Diêm Thành không kiểm soát được, cô cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc phá thai cho tôi. Người nhà họ Trang không xứng đáng sinh cho Diêm Thành một đứa con.
cô Bạch, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với Phó Diên Thành trong 3 năm qua. Cô đã làm nhục tôi hết lần này đến lần khác. Hôm nay cô đã gọi cho bố tôi. Cô đã đi quá xa rồi. Trang Mi à, nếu cô thấy điều tôi nói khó chịu, công ty nhà cô đừng sử dụng thêm tiền. Dừng lại đi. Cô vẫn còn ảo tưởng à? Nhanh chóng ký tên và rời khỏi đây. Ô đúng rồi. Ông nội sẽ đến lúc 6 giờ tối nay. Cô và Diên Thành đi đón ông ấy đi. Cư xử thế nào? Phải nói gì? Những điều không nên nói. Cô tự biết. Quá nhiều sự đe dọa. Quá nhiều sự đe dọa. Bố. Thôi nào bố ơi. Tất cả vì cô. Nếu có năng lực, sao xảy ra chuyện này cô chứ? Cô sẽ làm điều này vì bố cô chứ. Bố của cô trở nên như ngày hôm nay là nhờ cô đó. Ai là người thân? Tôi là con gái của ông ấy. Đến đây với tôi. Bác sĩ, bố tôi bị sao vậy? Vì sao đột nhiên ngất đi? Bệnh nhân hiện đang bị ung thư gan giai đoạn chỉ còn sống được 5 năm, phẫu thuật không còn được khuyến khích. Bác sĩ, cô có chắc không? Không có cách nào khác sao? Căn bệnh này đã phát triển tới mức bây giờ ngoài việc kê một số thuốc giảm đau, chúng ta không thể làm gì được. Trang Mi thất thần không còn đứng vững nổi. Chuyến bay của Phó lão gia sắp hạ cánh, hãy chuẩn bị thôi. Chuyện ly hôn sao rồi? Vâng, cô ấy đã đồng ý, không nói gì sao? Không từ chối, không muốn duy trì sự hời hợt sao? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Diêm Thành. Mimi đâu? Diêm Thành. Mimi đâu? Ông ơi, để cháu đưa ông về nhà. Ở nhà đã chuẩn bị tiệc rồi. Diêm Thành, cháu cãi nhau với Mimi phải không? Con bé đó đã rất phi thường kể từ khi còn nhỏ, chỉ là đôi khi quá gắt gỏng. Cháu là một người đàn ông, cháu nên nhường nhịn nó. Cháu nghe chưa? Vâng, cháu hiểu rồi. Ông nội, đừng vội mất kiên nhẫn. Chúng ta về nhà trước nhé. Trong bệnh viện, bố Penny đang vật lộn với căn bệnh. Chồng ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết mình đột nhiên ngất xỉu ở nhà họ Phó không? Em đã lo lắng cho anh biết bao. Ban đầu anh nghĩ quá tuyệt vời để Mimi cưới một người như Phó Diên Thành. Nhưng bây giờ có vẻ như... Tô Lan, em có nghĩ anh sai không? Chồng à, anh đối xử với con bé khá đó là đấy. Tất cả vấn đề của riêng của nó. Miễn là con bé có năng lực, bà Bạch cũng sẽ không đối xử với chúng ta như vậy. Đừng tức giận. Anh thấy đấy, Vân Vân khá lo lắng cho anh. Tiểu Giang cũng vừa gọi. Anh hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng lo lắng về chuyện của công ty. Anh ấy sẽ giúp anh. Luật sư Chu muốn thảo luận điều gì đó với anh. Anh dự định chuyển nhượng 30% cổ phần công ty cho Mimi. Anh nói gì 30% sao? Tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào từng năm. Em cũng được hưởng 30% cổ phần. Ông ấy cho con bé hẳn 30%. Tôi nghĩ nó chỉ có 10%. Nếu ông không thay đổi quyết định, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Chết rồi, mình sẽ đón ông nội ở sân bay. Xin chào ông nội. Hôm nay bố con ngất xỉu, con đưa ông ấy đến bệnh viện và quên gặp ông ạ. Mimi, tại sao bố con lại nhập viện? Bây giờ có tốt hơn không? Sức khỏe của ông nội lúc đầu không được tốt. Nếu tôi nói với ông ấy rằng bố tôi bị ung thư gan, ông sẽ càng lo lắng hơn. À, không có gì nghiêm trọng. Nó không quan trọng. Ông ơi, ngày mai cháu sẽ mang quà đến xin lỗi ông. Được rồi. Ông nội đợi cháu. Vâng, chết rồi. Nếu ông nội sống với Phó Diên Thành, nếu điều đó xảy ra, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ngày mai anh ấy sẽ ở công ty, điều đó có nghĩa là sẽ không về nhà. Rất tốt, sau đó mình có thể yên tâm đi gặp ông nội. Tại sao nó vẫn chưa đến? Mimi, cháu đây rồi ông ơi. Hôm qua bố cháu đột nhiên đổ bệnh,
vì vậy cháu đã lỡ chuyến đón tại sân bay. Đây là bức tranh cháu tự vẽ, gửi tặng ông để xin lỗi, hy vọng ông sẽ không cười. Tại sao ông nội lại cười chứ? Chỉ cần cháu đưa cho ông là ông sẽ thích, miễn ông thích là được. Mimi, khi nào cháu dự định có con với Diên Thành? Ông à, Phó Chủ tịch và cháu. Diên Thành và cháu, sẽ sớm nhất có thể cháu bằng lòng sinh con cho Diên Thành sao? Vâng vâng. Chỉ cần sẵn sàng, đừng lo lắng, miễn đó là con cháu. Ông nội thích tất cả. Ông ơi, chúng con sắp ly hôn. Làm sao có thể có con được? Tại sao Diên Thành lại quay lại? Không phải anh ấy nói đã đến công ty sao? Cô Penny, tại sao cô lại ở đây? Cô Penny, tại sao cô lại ở đây? À, trùng hợp quá, tôi đến đây vì muốn xem thiết kế thực tế. Vậy đến đây nào? Thật sự tốt. Cô Penny, tôi gặp cô 2 lần ở đây. Đều là trùng hợp sao? Hết rồi, hết rồi, thực sự không thể che giấu nó. Đây là cách theo đuổi con gái. Mimi chắc chắn sẽ cảm thấy rung động lúc này. Diêm Thành, hôm nay tôi và Diên Thành đến thăm bố mẹ anh tôi ấy. Không mong đợi được gặp lại cô. Cô Penny luôn như vậy, lẻn vào cửa nhà người khác. Không ổn rồi, tại sao lại là con bé đó? Không, tôi phải giúp Mimi, chúng ta không thể để Mimi bị họ bắt nạt. Cô Tiêu, tôi đến đây để xem phó chủ tịch thiết kế. Tôi đã xem xong, tôi xin phép đi trước. Diên Thành, em nghe nói đời tư của cô Penny rất không phù hợp. Chồng cô ấy sẽ ly dị cô ấy, anh phải cẩn thận đấy, không chắc chắn về mọi thứ. Đừng nói nhảm. Diên Thành, em nghe nói hai người đã ngủ với nhau. Cái gì cơ, cô nói gì? Nói cho tôi biết nó đã ngủ với ai. Ông ơi, cháu chỉ nói vớ vẩn thôi, đừng coi trọng nó. Cô ở đây làm gì? Từ giờ hãy tránh xa Diên Thành. Đừng tán tỉnh nó. Phó Diên Thành, vào đây. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Ông thực sự không ngờ cháu lại lừa dối Mimi sau lưng. Làm sao cháu có thể xứng đáng với Mimi, một cô gái tốt như vậy? Cháu thực sự đã lừa ông. Lão già à, im đi, không ai có thể bảo vệ được thằng nhóc này. Ông nội ra tay đánh Phó Diên Thành. Mimi là vợ cháu. Cháu lại ngủ với người khác, Mimi sẵn sàng sinh con cho cháu. Cháu thật vô trách nhiệm. Đừng buồn. Ông đã cảnh cáo rồi, hãy nhanh chóng cắt đứt liên lạc với người phụ nữ mờ ám đó. Nếu không thì đừng trách ông. Cô ta đã nói gì với ông nội chứ? Thể hiện rằng cô ấy thực sự tuyệt vời. Có vẻ như đã đến lúc dạy cho họ Trang một bài học. Nhưng mọi thứ còn sót lại từ vòng tài trợ thứ 2 đã được lấy lại. Tôi có thể làm cho tập đoàn Trang dậy sóng, sẽ khiến họ phá sản lần nữa, chặn dự án của họ. Hãy để Trang Miên cùng Trang Thị tiếp tục như bình thường. Được, tôi sẽ làm ngay. Đồ ăn của tôi đâu? Ôi Phó Chủ tịch, người phụ nữ nói sẽ chăm sóc anh đâu? Tại sao lại tìm tôi? Cô muốn hợp tác không? Tôi sẽ gửi nó cho anh. Có thực sự lắng nghe sao? Tốt nhất là các người nên chăm sóc nhau. Không phải là người yêu sao? Cần tôi làm gì chứ? Rất khó tìm ra. Không phải đã nói Phó Diên Thành sống ở đây sao? Sao lâu rồi tôi không gặp anh ấy nhỉ? Tại sao chị ấy lại ở đây? Chị ta thật nham hiểm. Tôi mới xứng đáng làm vợ của Diên Thành. Chị biết tay tôi. Phó Chủ tịch, anh đang làm gì thế? Cô đến đúng lúc để giúp tôi bôi thuốc. Penny ngượng ngùng bôi thuốc, cuốn băng cho Diên Thành.
Ôi trời! Nếu biết sớm hơn thì tôi đã tự làm. Anh thấy thế nào? Không biết là vô ý hay cố tình, Penny cứ chạm vào người phó Diên Thành. Cô biết cô đang làm gì không? Xin lỗi, anh phó, tôi không có ý đó. Tôi nghĩ cô cố tình làm thế. Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện. Vết thương dễ bị viêm. Để tôi rót cho. Anh bị thương nặng. Phó chủ tịch, vết thương của anh là sao vậy? Tôi ngoại tình và bị ông nội phát hiện. Ngoại tình á? Ngoại tình, chẳng lẽ anh ta đã bị bắt khi đang ở cùng Tiêu Chu Khánh? Nhưng hai ngày nay Tiêu Chu Khánh không xuất hiện. Người có thể khiến phó chủ tịch bỏ qua cả vợ, chắc chắn là rất thích. Đó không thể là tôi, phải không? Là cô. Anh nói gì? Phó Diên Thành bị đánh vì tôi. Nếu anh ấy biết, anh ta lừa dối người vợ danh nghĩa của mình. Đó là Mimi trong miệng ông nội. Chắc là khó chịu. Này, phó chủ tịch, anh đã bị thương nặng vì tôi. Tối nay tôi ở lại chăm sóc anh nhé. Một người phụ nữ đã có chồng, qua đêm với người đàn ông khác sau lưng chồng. Chồng cô sẽ không tức giận sao? Nếu tôi nói không sao nữa, tôi lo lắng rằng phó Diên Thành sẽ trở nên nghi ngờ. À, để tôi gọi. Phó chủ tịch bị thương. Hôm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Ồ, được rồi. Cô không cần phải nói với tôi. Mai cô không đi làm cũng được. Được. Ồ, đúng rồi. Penny, để tôi kể cho cô tác phẩm của cô đã giành được giải thưởng. Ngày mai tôi... Chồng tôi đồng ý. Chồng cô đồng ý luôn à? Chồng của cô đúng là một người đàn ông. Điều tra cho tôi, bên cạnh Penny có người đàn ông nào không? Penny vẫn ngủ sao? Phó Diên Thành từ từ đi tới, không kìm được muốn hôn lén cô ấy. Anh à, anh muốn ăn gì? Tôi sẽ mua bữa sáng cho anh, gì cũng được. Sao vậy nhỉ? Phó Diên Thành sống ở phòng nào? Trang Mi lại ở khách sạn đêm qua, cả đêm không ra ngoài, phải chăng là họ? Không phải là không thể. Phó Diên Thành thực sự ghét Trang Mi, tại sao lại sống với cô ta? Vân Vân, sao em lại ở đây? Chị, Phó Diên Thành đã ở khách sạn này đêm qua. Chị có biết không? Ồ, tôi biết. Hai người đã ở bên nhau, làm sao có thể? Tại sao chị lại sống với anh ta? Chuyện gì xảy ra vậy? Chị ơi, em biết chị không muốn nổi loạn chống lại bố. Nhưng chị không thể làm điều đó cho gia đình, thật là lãng phí bản thân. Vân Vân, em hiểu lầm rồi. Phó Diên Thành đã bị thương vì chị ngày hôm qua, thế nên chị ở lại và chăm sóc anh ấy. Em mau trở về đi. Nếu không gì tôi sẽ lo lắng. Được rồi, chị đi trước đây. Ngay cả một con khốn như chị cũng xứng đáng sao? Anh Phó, em nghe nói anh bị thương, em chỉ muốn đến gặp anh, em không có ý gì khác. Làm sao cô ấy biết mình bị thương, cô đến từ gia đình Trang à? Đúng, nhưng em khác họ. Họ là vì tài sản, còn em... Em thực sự thích anh. Hai, lời nói của ông nội thật đúng. Một người phụ nữ
tất nhiên muốn trở thành một bông hoa giàu có. Tại sao anh đối xử với em sự không sợ? Em chắc chắn sẽ lấy lại vị trí của mình. Nhìn gì, còn không mau biến đi. Ối! Với đạo đức như vậy vẫn muốn theo đuổi CEO. Mơ đi. Chủ tịch. Quả thực có một người đàn ông bên cạnh cô. Họ tên là Hàn Thanh. Đây là thông tin. Ha 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 ha. Phó chủ tịch, sao ngài lại đích thân đến đây? Đây không phải là ông chủ của cô ấy sao? Vì thế cô ấy đã không ngần ngại hợp tác với tôi. Tất cả vì chồng. Chủ tịch, tôi cũng biết người này tên là Lương Hán Thanh. Khách sạn đã đặt tối qua. Hôm nay tôi vẫn đặt chỗ ở nhà hàng hành lý Duplex. Vẫn hết lòng vì loại đàn ông này. Cô ấy có bị mù không? Gửi cho tôi địa điểm cụ thể. Dạ vâng, tôi sẽ gửi ngay. Nhân tiện, mọi việc ở dự án thế nào rồi? Nó đã bị chặn, mọi thứ. Tôi không ngờ phó chủ tịch thực sự thích vợ người khác. Vậy tôi sẽ đi trước. Phó chủ tịch, đồ ăn đã được giao tới anh, tôi sẽ quay lại công ty trước. Này cô, chiều đi ăn với tôi nhé. Tại sao chúng ta lại có một cuộc hẹn? Thôi được, tôi sẽ đến đúng giờ. Con đang nghĩ gì thế? Con là con của ai? Họ đều nói chúng con là con ruột của Tề Ung Trung. Họ không nghe bất cứ điều gì tôi nói. Làm sao con có thể tiếp quản công ty nếu điều này tiếp tục? Tiểu Giang, tại sao con lại vội vàng? Dù đã yêu cầu bác sĩ giữ bí mật, nhưng mẹ vẫn nghe thấy. Bệnh thận. Ung thư giai đoạn cuối. Không thể sống quá vài tháng. Liệu công ty này có còn là của ông ta không? Hay là giao cho con bé đó? Trang Mi sao cô lại ở đây? Trang Mi sao cô lại ở đây? Liên quan gì đến cô? Cô ở đây làm gì? Dì Tô, Phó Diên Thành và tôi vẫn chưa ly hôn. Sao con bé có thể đối xử với chị gái như vậy? Phó Diên Thành sẽ ly hôn với cô là loại chị gái nào? Hơn nữa, nếu Vân Vân của tôi không bị bệnh, chính nó đã trở thành bà Phó. Tôi chắc chắn rằng nó tốt hơn cô. Đó chính là vấn đề. Vậy thì hãy để Vân Vân theo đuổi Phó Diên Thành một cách đàng hoàng, đừng gửi cho tôi những thứ kinh tởm này. Tiểu Giang, con có thích Trang Mi không? Vâng thưa mẹ. Ý mẹ là gì? Nếu cô ta vô đạo đức trong cuộc sống, quyến rũ con, kết quả là đã gặp bà Bạch và anh Phó. Con cho rằng gia đình giàu đó còn muốn cô con dâu này sao? Hừ. Khi thời cơ đến, Vân Vân trở thành người vợ giàu có. Con lại nhận được quyền thừa kế, còn sợ không khống chế được sao? Có lẽ ngay cả tập đoàn Phó cũng là của chúng ta. Mẹ ơi, để việc này cho con. Con chắc chắn sẽ khiến cô ấy phải vâng lời. Penny xuất hiện rạng rỡ như nữ thần khiến Phó Diên Thành không chớp mắt. Phó chủ tịch, có thể anh chưa bao giờ đi ăn cùng người khác giới. Đây là dành cho các cặp vợ chồng. Ồ, có đúng không cô hiểu rõ hả? Cô và chồng thường xuyên đi ăn cùng nhau à? Đã đến đây một hoặc hai lần. Người đó đã đưa người đến đây nhiều lần. Mà chỉ đưa cô ấy đến đây một hoặc hai lần thôi. Miếng này ngon. Em ăn thử đi. Vâng, nó ngon quá. Điều anh nói là đúng phải không? Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy cảnh này? Penny, dùng bữa thôi. Được. Ừ, cô có muốn gọi cho chồng mình không? Báo cáo với anh ấy. Không 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 không, chồng tôi rất bận. Bận rộn lắm à? Đây có phải là trí tưởng tượng của tôi? Mấy ngày nay anh ấy cứ nhắc tới chồng mình. Có phải tìm được gì không? Vậy cô đã bao giờ nghi ngờ điều gì chưa? Không, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, chồng tôi rất tốt. Ngay cả khi đàn ông trên toàn thế giới lừa dối, anh ấy sẽ không lừa dối. Ối!
người anh thích nhất là em, bàn tay này rất đẹp. Ôi anh thật xấu tính. Tại sao em lại mắng anh? Sao em mắng anh vậy? Anh có cái này cho em. Cái gì? Penny. Xin chào Penny. Ha, đúng là cô rồi. Làm thế nào cô lại nói chuyện với phó chủ tịch? Không không, ý tôi không phải là phó chủ tịch và tôi, nó chỉ là phó chủ tịch bị thương. Hôm nay em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, không trở về. Ồ ồ, được rồi. Cô không cần phải nói với tôi. Ngày mai cô nghỉ làm cũng được. Được. Hết rồi, bị phát hiện. A Hải Thanh. Có điều này em muốn nói với anh. Phó chủ tịch xin lỗi. Ha ha. Penny, sao cô lại vội vàng đưa tôi đến đây thế? Sếp, tôi đã nói dối phó Diên Thành rằng anh là chồng tôi. Giúp tôi, không thể. Tôi vẫn còn có người ở bên tôi, nó không quan trọng. Hãy bỏ tôi đi và đi cùng người của anh. Không thể được. Ông chủ, tôi cầu xin tôi thực ông. Sự không có cách nào. Được xét đến tình bạn của chúng ta trong nhiều năm qua, tôi sẽ mạo hiểm mạng sống của mình. Bỏ ra. Đi thôi em. Tại sao cô lại bao dung chồng mình như vậy? Anh ấy đã làm điều này với cô. Vẫn chịu đựng. Chỉ là tạm thời. Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ lại. Cô cứ nhẫn nhịn mãi vậy à? May mắn thay, cuối cùng đã giấu được. Xin chào. Cái gì? Cái gì? Gia đình phó ở thời kỳ hoàng kim. Tại sao tất cả việc kinh doanh của tập đoàn Trang đột nhiên bị phong tỏa? Bố cô nghe nói vậy đã ngất xỉu. Cô muốn làm bố cô tức chết à? Bố. Bố. Mimi con đang ở đây. Bố. Con sẽ cầu xin ông nội phó hủy bỏ việc gia đình phó can thiệp vào công ty. Bố không nghĩ con sẽ giúp. Đợi cho đến khi việc phong tỏa bị hủy bỏ, công ty chắc chắn có thể bán nó với giá tốt. Khi đó, chỉ cần bán tất cả cổ phần của bố cho người khác. Làm sao có thể bán công ty của mình? Cô có còn là con gái ông ấy nếu không? Để Vân Vân kết hôn với Phó Diên Thành, gia đình chúng ta sẽ thịnh vượng. Nếu Vân Vân thực sự có khả năng này, Phó Diên Thành cũng sẽ không từ chối. Nhưng cô ấy rất giỏi quyến rũ đàn ông. Phong cách của dì Tô lúc đó. Tô Lan, sao bà lại đánh nó? Bố. Đừng kích động. Bố. Bố ổn. Con về trước đi. Bố sẽ nói chuyện với con sau. Ôi, chồng ơi. Con bé không có ý tốt. Công ty là sự chăm chỉ của anh. Đi ra ngoài. Tôi dự định bán công ty. Anh nói gì? Tập đoàn Trang Thị có thể tồn tại đến bây giờ, tất cả chỉ vì sự sỉ nhục và thỏa hiệp của Mimi. Chúng ta thực sự không thể làm tổn thương nó nữa. Cuối cùng ông lại quyết định như vậy. Làm sao ông lại định bán công ty chứ? Không, chúng tôi không thể chờ đợi được nữa. Ông ơi, cháu cần gặp ông có chuyện. Hôm nay cháu đến đó có thuận tiện không? Thoải mái, thoải mái. Mimi đây là nhà của cháu. Cháu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Ông nội đang đợi cháu. Rõ ràng là nói chuyện rất lịch sự. Có vẻ như nó vẫn chưa tha thứ cho thằng nhóc đó. Mang nó đến đây cho tôi. Trông cậu như người mất hồn vậy. Có thể là do phụ nữ chăng? Tôi biết đó. Anh ấy đã kết hôn. Cậu đã độc thân 30 năm rồi. Cuối cùng cây sắt cũng nở hoa. Đúng vậy. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh thấy đó, nếu người phụ nữ đó không tốt, anh nên thử một cái gì đó mới, phải không? Nhìn anh ấy này. Vẫn chưa rõ ai đang làm phiền ai. Thôi nào, thôi nào, thôi nào.
lão gia muốn anh về nhà. Ông nội hôm nay gọi cho cháu có chuyện gì vậy? Ông yêu cầu cháu xin lỗi Mimi, cháu đã nói chưa? Thằng nhóc, dám nói dối. Mimi sẽ đến tối nay, phải hòa hợp tốt với con bé. Hôm nay ông sẽ rời cái thân già này đi, nhường chỗ cho các bạn trẻ. Ông muốn ôm đứa chất của mình. Cái đó. Anh Phó, à Penny. Tôi đang ở biệt thự Dương Quan. Cứu tôi. Phó Chủ tịch, sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không? Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch. Penny. Phó Chủ tịch, anh đang làm gì vậy? Giúp tôi. Ừm. Có gì khó khăn thế? Anh ta đây rồi. Phó Chủ tịch, anh bị sao vậy? À. Giúp tôi với. Tại sao? Dường như Phó Diên Thành đã bị ông nội bỏ thuốc, anh không khống chế được bản thân mình bèn cưỡng hôn Penny, nụ hôn kéo dài và trở nên mất kiểm soát. Ông nội mời mình đến, nhưng Phó Diên Thành đang ở đây. Chắc là do ông nội sắp xếp. Nhưng nếu điều này xảy ra, Diên Thành sẽ càng ghét tôi hơn, Penny. Penny. Không phải chứ. Rồi mình sẽ ly hôn. Không nên có những ảo tưởng phi thực tế. Penny muốn rời đi nhưng Phó Diên Thành giữ chặt tay không buông. Phó Diên Thành, anh bị sao vậy? Tại sao lại nóng đến vậy? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Có vết roi ở lưng. Vẫn dùng thuốc đó à? Dù hai người vẫn còn trẻ, nếu đang tìm kiếm sự phấn khích, không thể chơi như thế này. Không phải bác sĩ, ông đã hiểu lầm chúng tôi. Vâng, tôi hiểu. Nên nghỉ ngơi thật tốt trong vài ngày tới, hãy cẩn thận trong tương lai. Không, đó không phải là vấn đề. Sau khi hoàn tất việc hợp tác, tôi sẽ cho anh biết danh tính thực sự của tôi, lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Sáng hôm sau Diên Thành tỉnh lại. Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Ồ, hôm qua tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của anh. Khi tôi đến biệt thự Dương Quan, anh đột nhiên bị sốt cao, ngủ quên trên ghế sofa. Tôi đưa anh tới đây. Vậy tối qua không phải là cô? Tôi không phải là gì. Tôi không biết anh đang nói về điều gì. Này, tối qua có gặp người đó không? Phó Chủ tịch, ông nội đã hẹn gặp cô ấy vào buổi tối.
tốt, rất tốt. Vì công ty còn lại không muốn đầu tư, chúng tôi hoàn thành nó. Cô đang làm gì thế? Cô đang làm gì thế? Phó chủ tịch, ý tôi là, cô Trang Mi là vợ của anh. Có sự hiểu lầm nào trong chuyện này không? Sự hiểu lầm? Cô ta lừa ông nội có tôi. Sự hiểu lầm à? Tôi không giống cô có thể yêu một người bằng cả trái tim mình. Thực tế không phải vậy. Chồng tôi rất tốt. Suy cho cùng thì tôi vẫn chưa đủ tốt với anh ấy. Đừng đánh giá thấp bản thân, cô gặp một thằng khốn nạn như vậy là quá đủ rồi. Ồ, để tôi lấy cho anh cốc nước. Phó Diên Thành nhớ lại hình ảnh tối qua. Giúp tôi với. Hãy nói rằng đêm qua không phải là cô ấy. Mình sẽ không hẹn hò với người phụ nữ đã có chồng. Diên Thành. Diên Thành, em vừa nghe anh đang ở bệnh viện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì chứ? Diên Thành, trước đây anh đã hứa cưới em à? Bây giờ anh thậm chí không nói với em rằng anh bị bệnh, anh không thích em nữa à? Đó chỉ là một trò đùa khi tôi còn nhỏ. Cô tưởng thật à? Anh không thích em nữa à? Đó chỉ là một trò đùa khi tôi còn nhỏ. Cô tưởng thật à? Tôi rõ ràng biết đó là sự thật. Tại sao anh ấy lại nói vậy? Penny, sao cô lại ở đây? Vâng, hôm qua tôi tình cờ thấy Phó Chủ tịch ngất xỉu. Vì vậy tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Phó Chủ tịch, vì cô ấy đã đến rồi. Tôi xin phép đi trước. Phó Diên Thành bỗng giữ Penny lại. Penny, hãy cho tôi bản thiết kế càng sớm càng tốt. Ồ, tôi hiểu rồi. Penny, con khốn. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Anh Diêm Thành là người cô dám nghĩ tới sao? Cô hiểu lầm rồi. Việc tôi đưa anh ấy đến bệnh viện hoàn toàn là một sự trùng hợp. Làm sao có thể có nhiều hiểu lầm như vậy? Nếu cô không quyến rũ anh ấy sẽ ngủ với cô chắc. Cô Penny, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ. Nếu sử dụng lại phương pháp tồi tệ này để quyến rũ Diêm Thành, vội vã trở thành tiểu tam, tôi sẽ cho cô bẽ mặt. Tôi phải nói những lời này với cô Tiêu. Rốt cuộc thì Phó Chủ tịch vẫn đã có gia đình, đừng vội trở thành tình nhân. Dừng lại, cô dám mắng tôi. Dừng lại, cô dám mắng tôi. Cô Tiêu, không phải ai cũng hiền đâu. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt thiết kế của mình, xin đừng làm tôi xấu hổ nữa. Chị ơi, chị có sao không? Chị ổn chứ? Bác sĩ, gọi bác sĩ ngay. Xương sườn bị thương, dù không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng đó không phải là một vết thương nhỏ. Penny, cô chết rồi. Chờ anh rể tới, tôi xem cô thế nào. Có đúng không? Tôi không nghĩ vậy. Anh rể, là sự nổi loạn của cô ta. Cô ta đã xúc phạm chị Chu Thanh, lại còn làm gãy xương sườn của chị ấy. Những phụ nữ như vậy nên bỏ tù. Đáng phải ngồi tù cả đời. Cô đã làm tổn thương cô ấy sao? Đúng. Xin lỗi đi. Xin lỗi sao? Đúng. Người yêu thời thơ ấu của anh ấy. Sau khi ly hôn anh ấy sẽ cưới cô ta. Làm thế nào chứ? Rõ ràng cô ta là người xúc phạm tôi trước. Tại sao tôi phải xin lỗi? Cô không sợ hãi vì điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của cô à? Chuyện cá nhân của công ty. Hóa ra anh ấy có thể làm điều này cho cô ấy. Cô Tiêu, xin lỗi. Trước khi hành động sai lầm vào lần nghĩ sau. Nghĩ cho kỹ. Bởi vì đó không phải là điều mà một nhà thiết kế nhỏ có thể chịu được. Đi ra ngoài. Anh phải cẩn thận đấy. Em sẽ quên chuyện này. Nếu cô ta lại vô tình làm tổn thương người khác trong tương lai, điều này cũng ảnh hưởng đến anh. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong bệnh viện. Tôi sẽ quay lại công ty trước. Anh. Chị à, hình như anh Diêm Thành vẫn còn quan tâm đến chị. Em thì biết gì.
cô ta đã làm gãy xương sườn của chị. Thế là quá đủ để giam cầm cô ta. Nhưng Phó Diên Thành thực sự chỉ xin lỗi. Chị ơi, ý chị là anh Diên Thành đang giúp cô ta à? Thực sự đã đánh giá thấp con khốn này. Phó Diên Thành bảo vệ cô ta như thế. Nếu điều này tiếp diễn. Thực ti Penny. Phó Chủ tịch, đừng lo lắng, tôi sẽ cung cấp bản vẽ thiết kế sớm nhất có thể. Cô chỉ muốn rời đi sao? Tôi không hiểu những gì anh đang nói, ngoài mối quan hệ hợp tác. Ta có mối quan hệ nào khác không? Đợi cho đến khi sự hợp tác kết thúc, chúng ta đã ly hôn. Phó Diên Thành và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Những ký ức mơ hồ và mòn mỏi đó sẽ biến mất. Penny nhìn thấy cảnh này liền bối rối. Đây là hình ảnh thiết kế tôi đã chỉnh sửa. Cô Penny cô nhìn xem, thay đổi một lần nữa. Thưa Phó Chủ tịch, đây là phiên bản thứ 9 được sửa đổi. Nếu anh muốn chút giận thay chú Khánh, có thể giải thích trực tiếp. Không cần phải hành hạ tôi như thế này. Hành hạ sao? Dịch vụ mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Không phải cô tự mình nói sao? Buông ra. Buông ra. Penny muốn thoát ra nhưng không thể. Cô Tiêu. Không phải ai cũng hiền như cô tưởng đâu. Phó Diên Thành hung hăng cưỡng hôn Penny khiến cô không kịp phản kháng. Cô không sợ sao? Vì những ham muốn cá nhân của cô. Công ty nỗ lực vì cấp dưới, Penny uất ức đẩy Phó Diên Thành ra, khóc không nên lời. Phó Diên Thành, anh nghĩ tôi là ai? Có cần phải hạ nhục tôi như vậy không? Penny, cô nghĩ tôi đang làm cô xấu hổ sao? Diên Thành, Phó Chủ tịch, tôi sẽ thay đổi nó theo yêu cầu của anh. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi xin phép đi trước. Cô Penny, ngày mai nhà họ Tiêu sẽ tổ chức tiệc mừng tôi trở về Trung Quốc. Tôi đã nhờ người gửi lời mời cho cô rồi. Rất mong cô đến đúng giờ để tham dự. Tôi e rằng đây là cú lừa. Không có ích gì khi từ chối. Diêm Thành, em biết anh không thích những sự kiện như thế này. Cứ coi như lần này là đồng hành cùng em nhé. Tôi sẽ đến. Anh à, tôi không ngờ lại gặp anh ở bữa tiệc của chị Chu Khánh. Tình cờ trở về Trung Quốc. Hơn nữa, làm sao tôi có thể từ chối lời mời? Penny xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn, kiêu kỳ như một nữ thần. Penny, đây có phải là nơi mà người như cô có thể tham gia sao? Ăn mặc thật đẹp. Cô đang cố gắng quyến rũ ai? Anh Diêm Thành chỉ muốn chơi với cô thôi, không phải là. Cô tưởng anh ấy thích cô thật chứ? Hóa ra cô ấy là Penny. Tôi nghe nói là để dụ dỗ Phó Chủ tịch, cô ta thực sự đã đánh thuốc mê. Thật không biết xấu hổ. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay, chào mừng cô Chu Khánh, nhân vật chính của bữa tiệc này. Penny, cô có thấy không? Chị Chu Khánh và anh Diên Thành là một cặp trời sinh. Anh Diên Thành hoàn toàn không để ý đến cô. Thu Thanh, đừng nói về việc đó nữa. Mọi thứ trong quá khứ đều là quá khứ. Chị đã tha thứ cho cô ấy rồi. Cô Chu Khánh. Cô Chu Khánh đã nói như vậy. Có vẻ như tin đồn là sự thật. Cô Chu Khánh rất hào phóng. Nếu là tôi sẽ tát thẳng vào mặt một người như thế.
Chào cô Penny, tôi chỉ cần một bạn nữ đồng hành, không biết cô có sẵn lòng không? Tôi có. Gì vậy? Chu Khánh, tất cả chúng ta đều là người lớn, hãy giữ khoảng cách từ bây giờ. Tôi chắc chắn sẽ hủy hoại danh tiếng của cô. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Lời cảm ơn của cô thật khách sáo. Vừa bảo tôi rời đi. Anh Thẩm mời vào đi. Cô Penny, chị em họ Tiêu đã gây rắc rối cho cô chỉ là vì Phó Diên Thành. Cô có thể giải tỏa những lo lắng đó bằng cách đi cùng tôi. Và nhìn vào đó đi. Phó Diên Thành nhìn thấy cô và tôi rất tình cảm. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Anh Thẩm, chuyện giữa tôi và Phó Diên Thành không liên quan gì đến anh. Cảm ơn anh tối nay. Tôi không cần bất cứ điều gì khác. Con hồ ly không biết xấu hổ. Sau khi quyến rũ anh Diêm Thành, lại đến quyến rũ anh Thẩm. Thúc chị nhờ em chuẩn bị đã sẵn sàng chưa? Đừng lo lắng. Em đã chuẩn bị rồi. Hãy chờ xem vở kịch hay nhé. Cô ơi, cô có cần chút rượu không? Cảm ơn. Penny ngây thơ đã uống ly rượu bỏ thuốc. Tôi muốn thử nó. Cái này ngon. Đột nhiên một cơn chóng váng ập tới. Penny vội chạy ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Giúp tôi với. Ai có thể giúp tôi với? Ha ha ha, em yêu, em ngủ chưa? Vẻ đẹp đó giết chết tôi rồi, ha ha ha. Gì thế? Chết tiệt, ai đó? Phó chủ tịch, bắt anh ta lại. Hãy để hắn chết. Phó chủ tịch, chuyện gì thế này? Những gì tôi vừa nói hoàn toàn vô nghĩa. Tiểu Thu, cô ấy nhờ tôi làm việc này. Tôi chỉ là người được trả tiền. Hãy tha thứ cho tôi. Hãy để tôi xử lý hắn. Cho chó ăn. Hãy tha thứ cho tôi. Diên Thành bế Penny về phòng nghỉ. Penny. Anh hỏi gì? Ừm. Đó là anh à? Anh nhìn rất đẹp trai. Thật sao? Ừm, có vẻ như bạn cũng vậy. Tôi hỏi này, cô có chắc chắn muốn tiếp tục không? Đừng di chuyển. Penny chịu tác động của thuốc không còn khống chế được bản thân. Ừm, khoan đã. Cô có thấy rõ tôi là ai không? Cô phải chịu trách nhiệm với tôi nữa. Chồng ơi, khoảng cách quá gần cùng men rượu khiến hai người không thể kiềm chế, liền trao nhau nụ hôn say đắm. Mình sẽ hỏi ý cô ấy là gì vào ngày mai. Nếu cô ấy muốn ly hôn thì cũng không phải là không thể. Penny tỉnh dậy giật mình hốt hoảng. Cô nhìn xuống dưới chăn. Thôi chết rồi. Penny nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua. Mình đã làm gì vậy trời?
Hả? Tại sao tôi lại ở đây? Không phải Trang Mi là người ngủ với anh sao? Không không, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu có ai phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chờ đợi xem có gì. Này, đây là nhà thiết kế đó không? Tôi không ngờ một người như vậy. Ngay cả thí sinh cũng không tha. May mà phó chủ tịch không có ở đây. Nếu anh ấy thấy như thế này thì sao? Chắc chắn sẽ không dám làm việc. Vâng, đúng vậy. Cô Penny, tôi biết cô có mục đích riêng, nhưng đây là bữa tiệc của tôi. Cô phải cho tôi một lời giải thích. Cô đang làm gì ở đó thế? Hãy bước ra và cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô. Hãy để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Làm sao có thể là tiểu thay chứ? Mình đã sắp xếp cả rồi cơ mà. Quên nó đi. Ngày hôm nay đã trôi qua như thế này. Đi nào. Cô vừa gọi tôi à? Người phụ nữ này, cô là ai? Tại sao lại giả vờ là tôi và cô Chu Khánh? Tại sao lại nói điều đó một cách bừa bãi? Đây là tôi sao? Cô Penny, tôi mới gặp cô một lần ngày hôm qua. Cô đã biến mất. Nếu như cô thực sự không muốn tôi làm nhà thiết kế cho phó chủ tịch, có thể nói rõ ràng, tại sao lại sử dụng phương tiện cấp thấp để làm tổn hại danh tiếng của tôi? Đây không phải là em họ của Tiêu Chu Khánh sao? Nhìn rõ ràng là Tiểu Thanh, cô ấy nói đó là Penny. Tôi nghĩ cô ấy đã cố tình làm vậy. Tiểu Thanh, em. Chị gái, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là cô. Cô đang bẫy tôi à? Này Tiểu Thanh, làm sao em biết đó là cô ấy? Không thể làm điều này. Chuyện gì đã xảy ra thế? Có người ở đây đã gài bẫy Tiểu Thanh. Chúng em đang tìm kiếm kẻ chủ mưu thực sự. Penny, phó chủ tịch, đó là cô. Cô Tiêu, cô chỉ đang giả danh tôi và muốn hủy hoại danh tiếng của tôi. Bây giờ cô phải đổ lỗi cho tôi một lần vậy nữa. Vậy sao? Cô nên xin lỗi tôi. Tiểu Thanh cũng là nạn nhân. Cô không hiểu sao? Xin lỗi đi. Đồ khốn nạn, cô có nghe thấy không? Anh rể tôi bảo xin lỗi. Tôi yêu cầu cô xin lỗi. Cô không hiểu à? Xin lỗi. Việc nhỏ như vậy cũng không xong, quá tệ. Tất cả là cô, tất cả là do cô. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Cảm ơn anh phó. Tại sao phó Diên Thành lại ngồi ở đây? Không sợ Tiêu Chu Khánh hiểu lầm sao? Penny, cô nghĩ sao? Penny, cô nghĩ sao? Phó chủ tịch, cô Thanh đã xin lỗi tôi, vì thế hãy quên nó đi. Ngoài cái này ra còn có gì nữa không? Những gì đang diễn ra? Sự cố. Hãy nói về chuyện xảy ra tối qua. Chẳng lẽ anh ấy sợ tôi sẽ nói cho Tiêu Chu Khánh biết sao? Ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Tại sao? Phó chủ tịch là đều hiểu lầm. Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật, sẽ không nói cho ai biết. Chồng. Có thể cô ấy nghĩ tối qua là chồng cô ấy. Hóa ra tôi là người duy nhất nghiêm túc. Phó Diên Thành tức giận cá chém thớt. Phó Diên Thành này bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao gần đây cứ cảm thấy buồn nôn? Phó Diên Thành và Tiêu Chu Khánh đi cùng nhau, có lẽ sẽ không quay lại. Mimi, ông đã nghe hết rồi. Nó thực sự mang người khác đến bữa tiệc. Đừng lo lắng, ông sẽ dạy cho nó một bài học. Cháu ổn ông ơi. Mimi, cháu bị sao vậy? Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra với cháu của tôi vậy? Chủ tịch, nếu chẩn đoán của tôi không sai, cô Trang Mi có thể đang mang thai. Có thai vâng. Có đúng không? Chúc mừng cháu. Ôi, tôi cuối cùng cũng có thể có được đứa chất của mình. Ha 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 ha. Diên Thành và tôi sắp ly hôn. Anh ấy chắc chắn không muốn đứa trẻ này. Nếu anh ấy biết, ông nội.
ông có thể không nói với Diên Thành được không? Tại sao cháu lại sợ thằng nhóc đó vô trách nhiệm? Đừng lo lắng, ông sẽ ở bên cháu. Hứa không để họ bắt nạt cháu. Ông nội. Cứ để vấn đề này cho ông nội, Mimi. Hãy bình tĩnh chăm sóc đứa bé. Diên Thành, nếu anh biết tôi có thai, anh nghĩ sao? Anh vẫn còn giận à? Qua, tôi đã giải thích đủ rõ ràng chưa? Đừng làm phiền tôi nữa. Ôi Diêm Thành, cô không nghe hiểu à? Em ổn. Đừng giận nữa, được không? Tiêu Chu Khánh. Cô nên biết rằng Diêm Thành đã kết hôn, phải không? Cô biết Diêm Thành đã kết hôn, vẫn phải đuổi theo nó đến tận đây. Nhà họ Tiêu dạy cô thế à? Ông nội, im đi và đừng gọi tôi là ông nội. Tôi cảm thấy mệt. Mimi đang mang thai. Vì lợi ích của đứa bé. Có thể đừng kết giao với người phụ nữ tồi tàn này không? Cô ta có thai sao? Mimi mang thai là niềm vui lớn của gia đình chúng tôi. Nếu cô nói cho tôi biết cô không hài lòng với Mimi lần nữa, gia đình nhà cô không cần hợp tác với nhà họ Phó nữa. Cút. Xin lỗi Mimi đi. Nếu Mimi không tha thứ cho cháu, thì không bao giờ nên quay lại gặp ông nữa. Hãy suy nghĩ kỹ về cách ở lại với Mimi. Chuyện của ông cháu không cần phải lo lắng. Nhà họ Trang không biết gì về sự sống và cái chết, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Phó Chủ tịch, tôi đến đây để nói với anh. Anh đã uống rượu. Phó Diên Thành ôm chầm lấy Penny. Phó Chủ tịch, tôi đang mang thai. Phó Chủ tịch, tôi đang mang thai. Cô nghiêm túc chứ? Của ai? Phó Chủ tịch, nếu anh ghét vợ mình, dự định ly hôn cô ấy, lúc này cô ấy lại bất ngờ mang thai đứa con của anh, anh sẽ làm gì? Hóa ra là con chồng cô, tôi sẽ làm. Hãy để cô ấy phá nó. Penny, nếu cô có thể phá bỏ đứa trẻ này, được không? Bản vẽ thiết kế mới đã được gửi cho anh. Nếu có câu hỏi nào hãy gọi tôi. Tôi đi đây. Tôi nghe nói Phó Diên Thành muốn đóng băng gia đình Trang. Phá sản, thứ vô dụng này. Chắc chắn cô ta đã xúc phạm Phó Diên Thành một lần không, nữa. Không, tôi cần chuyển nhượng tài sản của mình nhanh chóng. Chồng ơi, đây là bố của Vân Vân và Tiểu Giang. Anh ấy chắc chắn sẽ giúp tôi. Đúng rồi, đừng lo lắng. Chống lại mọi thứ. Tô Lan, cô đang làm gì thế? Tô Lan, cô đang làm gì thế? Chồng tôi, anh tỉnh rồi sao? Đừng chạm vào tôi. Sao cô có thể làm vậy với tôi? Làm thế nào mà cô? Có chuyện gì vậy mẹ, nên làm gì? Ông ấy biết mọi thứ rồi, nếu ông ấy thức dậy chắc chắn sẽ không để chúng ta yên. Mẹ sợ cái gì? Ông ta chỉ có một cô con gái lờ. Nếu bầu cử, thế thì Trang thị vẫn là của chúng ta phải không? Con đã có kế hoạch này từ lâu rồi. Bây giờ hãy thực hiện, để con xem ai còn có thể bảo vệ ông ta.
nếu anh ghét vợ mình. Dự định ly hôn cô ấy, lúc này cô ấy bất ngờ mang thai đứa con của anh. Anh sẽ làm gì? Tôi có thể bảo cô ấy phá nó. Con ơi, mẹ phải làm gì với con? Xin chào, bố cô đột ngột ngã gục ở nhà. Hãy đến mà xem. Cái gì? Bố. Hả? Ai? Ha ha. Tại sao? Ai ha ha ha. Bây giờ em đang ở đây. Đi cùng anh đi, anh nhớ em nhiều lắm. Thịnh Cường à, anh làm gì thế? Anh làm những việc như thế này. Trang Mi, đừng giả vờ nữa. Nên đến bệnh viện kiểm tra bệnh phụ khoa. Không biết cô bẩn thế nào. Tôi chạm vào cô vì tôi nghĩ về cô rất nhiều. Anh buông tay. Ta ha. Ta a ha. Kệ nó đi. Nằm xuống. Cô muốn làm gì? Cô dám đánh tôi. Hai mẹ con các người đã làm một việc như thế, còn để yên sao? Tôi có phải kẻ ngu ngốc đâu. Đồ khốn kiếp. Cô dám đánh tôi. Cô sẽ nổi loạn sau khi bố cô qua đời. Ai đó hãy giữ nó lại dùng tôi. Hãy để tôi đi. Vì cô không biết điều, không muốn Tiểu Giang chạm vào, vậy thì để tất cả bọn họ. Xem cô làm thế nào. Tô Lan, Phó Diên Thành và tôi vẫn chưa ly hôn. Bà không sợ xúc phạm đến nhà họ Phó sao? Phó Diên Thành sẽ ly hôn với cô. Tại sao tôi còn quan tâm đến cô? Bỏ qua anh ta. Bỏ ra. Tôi đang mang thai đứa con của Phó Diên Thành. Không thể nào. Phó Diên Thành thực sự ghét cô. Làm sao có thể chạm vào cô? Phó Chủ tịch. Một mình anh có thể đối mặt không? Trang Mi có thể đồng ý phá thai đứa trẻ. Bà có tin hay không? Nếu bà làm tổn thương con anh ấy, cháu trai của ông nội phó. Nó phụ thuộc vào mục tiêu bà muốn. Thay vì cố ý diễn ở đây, tại sao không đưa con bà đến bệnh viện? Tôi không thể quan tâm, đi thôi. Tránh ra. Trang Mi. Cô Penny, tại sao cô ở gọi đây? Gọi xe cấp cứu nhanh chóng, tôi đã gọi cho anh. Diên Thành, làm ơn đưa tôi đi được không? Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch. Cảm ơn anh, tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở đó? Nói thật với tôi đi, đó có phải là nhà cô không? Nói thật với tôi đi, đó là cái gì vậy? Cô như thế này. Không. Tôi ổn. Cô ấy không hề làm khó tôi, cô vẫn đang nói dối, tất cả đều như thế này. Cô nói rằng cô ấy không làm khó cô. Cô Penny, cô có thích che đậy mọi thứ đến vậy không? Nếu lần sau cô ấy làm khó cô, liên hệ trực tiếp với tôi, cô có nghe rõ không? Không có lý do nào khác để giải thích tại sao tôi lại xuất hiện ở đó. Tại sao tôi lại phạm sai lầm như thế này? Ừm, ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Phó. Cảm ơn con yêu vì đã cứu mạng mẹ. Cô có nghĩ phải làm gì với đứa bé chưa? Tôi dự định sinh đứa bé. Chồng cô sẽ không thích điều đó. Vì thế tôi sẽ cố gắng mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi có thể tự mình nuôi dạy nó tốt. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu đứa trẻ này là của tôi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Phán quyết ban đầu, không còn khả năng hồi phục. Bác sĩ gì cơ? Cho cái, không, không, con muốn cô ta phải trả giá. Cho cái, không, 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 con muốn cô ta phải trả giá. Bình Itings, Tô Lan. Hãy nói về công ty, điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn chặn sự xuất hiện của cô ta. Tài sản có được, nhưng Trang Mi lại mang thai đứa con của Phó Diên Thành. Nếu đứa bé thực sự được sinh ra, gia đình họ Phó sẽ không im lặng. Mẹ nói gì?
Trang Mi đang mang thai không phải vì cô ta đang mang thai, gia đình giàu có này đã ở trong tay ta từ lâu. Vậy thì đừng để cô ta có đứa con này. Điều này rất hữu ích bây giờ. Chị ơi đừng trách em. Phó chủ tịch cuối cùng cũng biết rung động. Người mình thích đang mang thai đứa con của người khác, thực sự đẫm máu. Còn phần còn lại thì sao? Hầu hết mọi cổ phiếu đã được mua, nhưng phần còn lại là chuyển nhượng tài sản, vẫn có khả năng này. Đó là mẹ kế. Nếu Tô Lan không quan tâm, cuối cùng thậm chí có thể không nhận được một xu nào, làm hại chính mình. Xin lỗi vì đã quá mệt mỏi. Cô không cần phải đưa cho tôi bản thiết kế sớm như vậy, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Phó chủ tịch, đây là công việc của tôi, sẽ không ảnh hưởng. Penny bất cẩn tay đụng sai chỗ. Cô đang làm gì thế? Bây giờ cô đang làm gì thế? Cô Tiêu, đừng hiểu lầm. Diên Thành kéo Penny vào lòng, giờ có 10 cái miệng cũng không cãi nổi. Anh bỏ ra, đừng di chuyển. Cô nhìn gì? Bây giờ cô ấy đã đi rồi, tôi có thể dậy được không? Cô đã quyết định những gì? Phó Diên Thành ôm chặt lấy Penny không cho cô rời đi. Tại sao tình yêu lại trái ngang thế này? Chị ơi, chị không mang đồ ăn cho anh rồi. Tại sao nhanh vậy? Con hồ ly tinh Trang Mi đó. Đồ tiểu tam. Nhân tiện, chị em ơi, đọc một bài viết. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Đợi tin tức Trang Mi ngoại tình được xác nhận. Vậy ra đứa con trong bụng cô là một đứa con hoang. Ngay cả ông nội phó cũng không thể giúp cô ta sau đó. Thai nhi đã được 2 tháng tuổi, rất khỏe. Cách đây 2 tháng. Đây không phải là lúc Phó Diên Thành vừa trở về Trung Quốc sao, thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng. Ha 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 ha, bố. Có chuyện gì vậy, bố đang rất hạnh phúc. Đó là cháu chắt trai của tôi, có thể không hạnh phúc được không, ha ha. Tôi sắp có đứa chắt của mình. Ha 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 ha. Không, tôi phải báo tin vui này cho mọi người. Ha ha ha. Diên Thành, 2 tháng trước con có chạm vào nó không? Gì? Tiểu Chu đang ở đây. Nào, đến và ngồi đi. Dì ơi, con thấy một bài đăng trực tuyến. Dì xem liệu đó có phải là cô ấy không? Đúng là cô ta. Cô ta có hóa thành cho bụi cũng nhận ra. Khá khen cho con nhỏ to gan, rất dũng cảm. Không biết đứa con hoang của ai, mà dám nói là con của Diên Thành. Thật nhục nhã, gia đình này không chấp nhận. Bố ơi, bố sắp được làm ông ngoại, bố sẽ tỉnh dậy sớm chứ? Đứa bé vẫn đang đợi bố đặt tên cho nó. Bố, bố có thể nghe con không? Bố. Cô Bạch, sao cô lại ở đây? Đồ khốn không biết xấu hổ. Sao cô dám phản bội Diêm Thành, để nhà chúng tôi bị sỉ nhục? Cô khá dũng cảm. Cháu không hiểu ý của cô. Diêm Thành chưa từng được chạm vào cô 2 tháng trước. Cô nói xem, đứa bé trong bụng là của ai? Không nói thì cũng được, phá đứa bé ngay bây giờ. Người đâu, bắt cô ta đi. Này bỏ tôi ra. Tôi đồng ý ly hôn. Bây giờ cô biết đứa trẻ không phải là con của Phó Diên Thành, tại sao cô lại phá thai của tôi? Cô vẫn chưa ly hôn với Diên Thành. Chỉ cần vẫn là vợ trên danh nghĩa thôi. Tôi sẽ không bao giờ đứa con hoang đó ra đời.
làm hoen ố danh tiếng gia đình giàu có của tôi. Này, bỏ tôi ra. Trang Mi, tôi sẽ cho cô 10 ngày. Chính cô hãy tự phá cái thai đó. Nếu không, đừng trách tôi thô lỗ. Mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con. Ừm, hóa ra cô không có thai với Phó Diên Thành. Trang Mi, để tôi xem bây giờ còn ai có thể bảo vệ cô. Tô Lan nhìn thấy chồng mình cử động liền hoảng sợ. Không, ưu tiên hàng đầu bây giờ là không để Trang Miên thức giấc. Bây giờ Trang Mi đã mất đi những người ủng hộ mình, tôi cũng có thể hành động với sự tự tin và can đảm. Thời gian này, tốt nhất là đừng gặp Phó Diên Thành. Penny à, chào sếp. Thiết kế của biệt thự chỉ là phần cuối cùng còn lại, chỉ cần đến đó một hoặc hai lần. Anh có thể tìm ai giúp tôi không? Có chuyện gì với cô vậy? Ồ, gần đây tôi cảm thấy hơi không khỏe. Ồ, không sao đâu, không sao đâu. Cô nên nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ tìm người phù hợp giúp cô. Ừm. Có thể hợp tác được với Phó Diên Thành là một kế hoạch lớn. Điều này không thể chậm trễ. Chào mọi người. Công việc ở Dương Quan phải được hoàn thành ngay bây giờ. Ai có thể thay Penny đến đó? Nó có giá bao nhiêu? Than ôi, tại sao không? Mọi người im lặng. Ôi trời, sao không ai nói gì vậy? Hợp tác với Phó Diên Thành, cơ hội hiếm có. Sếp, đây có phải là cơ hội không? Tôi không có ý kiến, nhưng tôi đã nói sai trước mặt Phó Diên Thành. Điều này sẽ gây ra một tác hại lớn. Ồ vâng, tôi sợ lắm. Tôi không dám nói gì với anh ấy. Tôi cũng chịu thôi. Làm việc, quay lại. Tên của người này là gì? Tất cả là do điều này. Cứ tiếp tục và làm điều đó. Không, đừng đi. Chuyện là thế này. Penny, cô ấy đã xin phép vì vậy tôi sẽ làm việc tiếp với anh về dự án này. Tình cờ là tôi có chuyện muốn hỏi anh. Ôi thật bất ngờ. Cô ấy đã yêu loại người này sao? Lần cuối cùng anh và Penny làm chuyện đó là khi nào? Phó Chủ tịch, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Làm sao tôi có thể ở bên Penny được? Sếp, tôi đã nói dối Phó Diên Thành rằng anh là chồng tôi. Đúng. Penny yêu cầu tôi đóng giả làm chồng cô ấy. Làm sao tôi có thể quên được điều này? Làm sao có thể được? Làm gì? Có vẻ như Phó Diên Thành có tình cảm với Penny. Nếu tôi nói điều sai trái, liệu hôm nay tôi có sống sót được không? Ừ, Phó Chủ tịch. Tôi nói thật, Penny và tôi đã không quan hệ lâu rồi. Một thời gian dài là bao lâu? Một năm hoặc hai năm. Anh chắc chưa? Có thể còn nhiều thời gian hơn. Nếu Lương Hàn Hy đã hơn một năm không chạm vào cô ấy, điều đó có nghĩa là con của cô ấy có lẽ là của tôi. Phó Chủ tịch, tôi đã nói với Phó Chủ tịch rằng chúng ta không chạm vào nhau lâu rồi. Anh muốn nói gì? Tôi phải nói điều đó 10 lần rồi. Đó là những gì tôi đã nói với anh ấy. Tôi sợ sẽ xúc phạm anh ấy. Không phải là vì hai chúng ta đã một năm làm chuyện đó sao? Phó Chủ tịch, sao anh lại ở đây? Penny, cô là Lương Hàn quả thực là những người chơi giỏi, những cầu thủ giỏi xoay vòng. Phó Chủ tịch, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Giả vờ đáng thương và cố tình tiếp cận tôi, nhưng từ chối nhận bất cứ ai, bây giờ lại ở bên chồng cô, lừa gạt tôi. Cô nghĩ tôi là ai? Buông ra. Buông tay sao? Không. Sự hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây. Tôi sẽ cho cô tiền. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn liên quan gì đến cô. Nếu có thể như thế này, thật tốt quá. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp nhất của chúng ta.
kết thúc là điều không thể tránh khỏi. Chia tay. Đây là mối quan hệ không tên. Xin chào. Trang Mi, bố của cô sắp chết, cô phải đến bệnh viện ngay lập tức. Bà nói gì? Bố tôi đang ổn, tại sao lại vào phòng cấp cứu? Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao tôi biết? Ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, không thể sống quá vài tháng, làm sao cô có thể đổ lỗi cho tôi? Tình trạng đột ngột xấu đi, cần ghép gan khẩn cấp. Thế thì làm nhanh đi, cô đã nợ gần 300.000 nhân dân tệ và ca phẫu thuật này tốn 1 triệu, nếu có thể thanh toán trước trưa mai, chúng tôi mới thực hiện, nếu cô không thể trả, chúng tôi không thể làm gì được. 300.000 tệ sao? Tô Lan, bà đã làm gì thế? Không phải vì cô sao? Nếu cô không chọc giận tập đoàn Phó, làm sao họ có thể buộc chúng ta phá sản? Ngay cả khi gia đình phá sản, tại sao bà không thể có 1 triệu ba chứ? Chẳng phải tôi đã đưa cho bà rất nhiều tiền sao? Bà đã không chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Cô đang làm gì thế? Đừng đứng đây nói chuyện. Cô có biết tình hình tài chính của công ty không? Số tiền ít ỏi cô đưa không đủ để bù một lỗ hổng trong nó. Vậy tiền đi đâu hết rồi? Bà không có tiền chữa bệnh cho bố tôi, vậy mà có tiền để ăn mặc sang trọng. Tô Lan, sao bà tàn nhẫn như vậy? Trang Mi à? Cô có thời gian để buộc tội tôi ở đây, tốt hơn hết hãy nghĩ cách cứu bố cô đi. Cứ để cô ta đi sao, cô ta có thể kiếm được 1 triệu ba trước trưa mai. Đó chỉ là một giấc mơ, chết chắc. Xin chào, ông chủ, tôi có thể mượn tiền của ông được không? Không quan trọng, cô muốn bao nhiêu? Bây giờ tôi có 30.000 trong tay. Tôi vẫn cần 1 triệu. 1 triệu sao? Cô cũng biết tình hình của công ty, dù đang trở nên tốt hơn, hợp đồng với Phó Diên Thành vẫn chưa được giải quyết. Để thu thập thật nhiều tiền như vậy, phải bán công ty, đã quá muộn. Tôi phải nhận được số tiền này vào chiều mai. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Không thể nào, tuyệt đối Mimi không làm được chuyện như vậy. Bố, bản thân Trang Mi thừa nhận đứa trẻ không phải của Diêm Thành. Diêm Thành chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dư luận. Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn ta. Tôi không tin, không tin bất cứ điều gì cô nói. Mimi không thể là loại người như vậy. Hãy giúp ông nội về phòng nghỉ ngơi đi. Diên Thành, cháu phải tin Mimi. Mimi thực sự là một đứa trẻ ngoan. Cháu tin cô ấy, ông nghỉ ngơi trước đi. Nghe điện thoại đi. Mau nghe điện thoại. Không biết Trang Mi đưa cho ông nội bùa mê thuốc lú gì, ông nội lại tin tưởng nó như vậy. Cô Trang Mi yêu cầu gặp ông nội, không cho phép, chắc chắn cô ta đến cầu xin ông nội vì cô ấy không muốn phá thai. Đến vay tiền. Ừm, tôi ngay mà. Cả nhà đó hám của. Ông nội bây giờ vẫn còn bệnh, nghe tin sẽ không vui, đừng nói với ông ấy. Bà Bạch nói, đã muộn rồi không tiếp khách. Không, tôi không thể chờ đợi được nếu nữa. Hôm nay tôi không có tiền, bố tôi sẽ chết. Làm ơn, tôi cầu xin anh, làm ơn cho tôi vào. Tốt nhất là cô đừng làm khó tôi nữa. Ông nội, ông nội. Cầu xin ông hãy cứu cha cháu, ông nội. Tại sao giọng nói này lại giống giọng của Penny đến vậy? Diên Thần, sao con lại mở cửa? Mimi đến đòi thêm tiền. Nếu con mở cửa, cô ấy chắc chắn sẽ làm phiền con. Về phòng đi, mẹ sẽ giải quyết nó. Bạch phu nhân bước ra với khuôn mặt sắc khí. Gì? Con xin gì, cho con vào gặp ông được không? Con thực sự có chuyện gấp. Để gia đình chúng tôi phải chịu đựng sự xấu hổ và tủi nhục, cô vẫn dám xin ông nội thêm tiền. Tại sao cô mặt dày vậy? Dì ơi, con xin gì? Con xin gì cho con gặp ông nội? Con không quan tâm gì nói gì, con xin nhận hết. Nhưng bây giờ bố con vẫn đang nằm trong bệnh viện, con thực sự cần tiền. Con xin gì? Chỉ cần gì cho vay 1 triệu, con có thể làm bất cứ điều gì. Đây là cách cô giả vờ đáng thương để lừa chúng tôi sao? Tôi không phải là ông nội Phó, tôi sẽ không bị cô lừa. Tôi đã nói với cô, gia đình chúng tôi sẽ không cho cô một xu nào nữa. Ông nội tức giận đến phát ốm vì chuyện này. Nếu có lương tâm, hãy ra khỏi đây. Người đâu, kéo cô ta ra đi. Gì gì?
Gì gì? Con xin gì? Mimi bất lực quỳ trong màn mưa. Đúng như mong đợi của tôi. Đồ mặt dày. Cô ta thích quỳ sao? Thì để cho cô ta quỳ, mưa xối xả như chút nước. Trang Mi vẫn ôm hy vọng quỳ trong mưa. Chào cô Penny. Tại sao cô lại quỳ ở đây? Cô Tiêu. Tôi xin cô, cho tôi gặp ông nội. Tôi nói, tại sao cô lại quỳ ở đây? Thì ra bị bắt quả tang quyến rũ Diêm Thành. Dám thèm muốn anh ấy. Hừ. Gì? Tiểu Khánh à? Con nghe nói ông nội cảm thấy không khỏe. Con đến thăm ông ở trên lầu. Đi theo gì gì à? Hình như ông nội không thích con. Tốt nhất con không nên đi làm ông khó chịu. Chu Khánh ông nội. Chỉ không nhìn rõ người, đặt niềm tin sai lầm vào Trang Mi. Nhìn thấy lòng người rồi, Diêm Thành và ông nội sẽ thích con. Được rồi, Trang Mi không làm con xấu hổ khi bước vào, phải không? Trang Mi. Là sao chứ? Hôm qua cô ta đã quỳ cả đêm ở sân sau để xin tiền. Con không thấy nó sao? Cô ấy có phải là Penny không? Cô ấy là Trang Mi, Trang Mi là Penny. Penny cái gì cơ? Tại sao anh ấy không biết? Penny là tình. Chuyện này không được nói cho Diên Thành biết. Không quan trọng. Ý em là, thiết kế mới của bệnh viện Royal View là do Penny thực hiện. Em muốn giới thiệu với gì thôi. Được rồi, công ty vẫn còn việc phải làm. Tôi đi trước. Này Diên Thành, hôm nay theo Tử Vi không nên ra ngoài. Chúng ta đi từ phía sau thì thế nào? Được rồi. Tôi đang làm gì vậy? Làm thế nào tôi có thể cứu cô? Tài xế ơi đi thôi. Phó Diên Thành. Em điên cuồng muốn hẹn gặp anh. Chống lại kẻ thù. Không bao giờ bỏ cuộc. Giữ con của chúng mình. Mimi bất lực nhìn theo ô tô xa dần. Kỷ niệm chung. Lần này tôi hy vọng. Sau một đêm dầm mưa, Mimi đã trở nên yếu ớt, quay cuồng rồi ngất lịm. Ông cảm thấy thế nào? Có chuyện này, đi lấy điện thoại cho tôi. Bạch Lộc chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Mimi, tôi cần nói vài câu. Lão gia, cô Trang Mi đã tới đây ngày hôm qua. Mimi ở đâu? Hôm qua cô Trang Mi đến vay tiền. Phu nhân không cho cô ấy vào, cô ấy quỳ trước cửa suốt đêm. Không biết bây giờ còn ở đó không, có còn là con người không? Lão gia, chắc cô ấy đi rồi. Cô ấy kia. Mimi. Tôi mà biết Mimi sẽ bị đối xử như thế này. Lẽ ra tôi không nên gả con bé cho Diêm Thành. Làm thế nào một cô gái tốt có thể bị hủy hoại vậy? Mimi cháu tỉnh rồi. Cháu cảm thấy thế nào? Ông nội. Hiện tại bố cháu đang được phẫu thuật. Cháu thực sự cần tiền. Ông có thể cho cháu vay 1 triệu được không? Cháu chắc chắn sẽ trả lại cho ông. Đứa trẻ này đang nói về cái gì vậy? Ông sẽ cho cháu luôn bây giờ. Bố đã được cứu. Cuối cùng cũng được cứu. Trang Mi, bố cô sắp chết. Hãy nhanh chóng đến bệnh viện. Bố. Tô Lan. Bố của tôi ở đâu? Ông ấy đã được đưa đi hỏa táng. Cô không trả viện phí, chẳng trách không thể phẫu thuật được. Tôi không tin. Đây là giấy chứng tử do bệnh viện cấp. Không tin thì tự mình xem nhé. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy bố lần cuối. Sao bà đã đưa ông ấy đi hỏa táng? Tôi là vợ ông ấy. Tất nhiên là tôi có quyền quyết định, nhưng không phải là không thể nếu cô muốn xem. Lấy tất cả cổ phần và tài sản của cô, tất cả chuyển sang tên tôi và hãy ly hôn Phó Diên Thành. Tôi sẽ đưa cho cốt cho cô.
Trang Mi à, bố cô đã chết rồi. Họ Phó cũng không muốn cô có thể làm gì khác bây giờ chứ, tôi khuyên cô nên tuân theo tôi. Đừng chống đối. Trang Mi khóc uất ức tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy. Diêm Thành, anh đã ngồi đây cả buổi sáng rồi, uống cà phê và nghỉ ngơi. Tôi không muốn liên quan gì đến cô. Nếu có thể như vậy. Thật tốt quá, tại sao chứ? Điều này thực sự ám ảnh. Đó chính là vấn đề, không thể xua tan hoàn toàn suy nghĩ của anh ấy. Đứa con trong bụng không thể giữ được nữa. Mimi. Mimi của bố ngoan. Ha ha ha. Mimi sao con vẫn thức khuya thế? Bố có thể về sớm hơn không? Mimi không muốn bố quá mệt mỏi. Bố muốn kiếm tiền cho Mimi. Đợi bố kiếm được nhiều tiền. Sẽ luôn ở bên Mimi nhé, được chứ? Vâng bố. Cô định đi đâu? Cô là Trang Mi phải không? Anh định làm gì? Cô đang gây sự với nhầm người. Cô hỏi chúng tôi làm gì sao? Phó Chủ tịch nói, cô không thể giữ đứa bé trong bụng. Tôi xin các anh. Có thể làm bất cứ điều gì nhưng đừng làm tổn thương con trai tôi. Tôi sẽ hỏi Phó Chủ tịch, xem nó có làm anh ấy đau không. À. Đại ca, cô ta chảy máu. Còn không mau chạy đi, chỉ còn lại một mình Trang Mi đau đớn trên đường, cô ngất đi trong tuyệt vọng. Người phụ nữ này thật vô tâm, không cuộc gọi nhỡ nào. Dừng xe. Penny, dậy đi. Penny. Thai phụ rất yếu. Nếu bị đánh lần nữa, tôi e rằng không thể cứu được đứa trẻ. Người mẹ phải được an toàn và khỏe mạnh. Con cái không quan trọng. Hãy điều tra đi, tôi đã cho người điều tra. Sẽ có kết quả sớm. Chuyện gì đã xảy ra với Penny? Anh làm chồng thế à? Anh không thể bảo vệ vợ mình sao? Ngay cả khi không thích nó, nhưng đứa trẻ trong bụng không có tội. Tình trạng của đứa trẻ bây giờ có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu tiếp tục giấu nó không phải như những gì anh nghĩ. Khó nói lắm. Thực ra tôi không phải là người nhà Trang Mi là ai? Hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần sự giám sát của gia đình. Trang Mi gì cơ? Anh Phó, anh vẫn chưa biết. Trang Mi là Penny. Tôi cũng không phải chồng cô ấy. Anh nói gì? Penny là Trang Mi. Không ai trong gia đình ký, không thể phẫu thuật. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy có chồng, nhưng tên khốn đó đã phớt lờ cô ấy. Còn cách nào khác không? Anh là ai? Tôi là chồng cô ấy. Chồng của Penny là Phó Diên Thành. Tôi mới mắng Phó Chủ tịch Phó Diên Thành. Vâng, bởi vì anh đang ở đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đi trước. Nếu cô ấy là vợ tôi, tại sao lại giấu nó với tôi? Tại sao lại nói dối tôi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mẹ và con được an toàn. Nhưng khi cơ thể người mẹ rất yếu, cứu được đứa bé mới 2 tháng. Đây là một điều kỳ diệu. Cảm ơn bác sĩ. Hai tháng á anh Phó? Không phải là lúc anh trở về Trung Quốc sao? Người nhà tôi đã biết chuyện này chưa? Tôi không biết. Tôi sẽ về nhà trước. Xin hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người biết gì chưa? Sự việc đẫm máu. Người tình trong mộng hóa ra lại là vợ của chính mình. Ông nội,
ông có nghiêm túc không? Ông có thực sự đồng ý để Diên Thành ly hôn không? Đừng để họ ly hôn lần nữa, cô có phải không thích Mimi không? Thôi được, tôi đồng ý, cưới bất cứ ai nó thích, tôi sẽ sắp xếp một đám cưới khác cho Mimi. Ông nội đã đồng ý cho anh ly hôn. Đồng ý rằng chúng ta ở bên tại nhau. Tại sao? Diên Thành, con đang làm gì vậy? Tại sao cô lại quá nhẫn tâm như vậy? Cô tự biết tại sao tôi lại đối xử với cô như vậy. Diên Thành, anh là có ý gì? Em không hiểu. Không phải cô sao? Cô đã cử người đến phá đứa con của Mimi phải không? Cái gì? Tìm người phá thai của Mimi. Tiêu Chu Khánh, cô còn trẻ như vậy, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Không phải con. Bọn côn đồ đã thừa nhận điều đó. Mà cô còn cãi sao? Nhưng không phải anh ghét Trang Mi sao? Không phải muốn ly hôn với cô ấy sao? Em đang giúp anh. Ai nói tôi muốn ly hôn? Cô nghĩ cô là ai? Không đến lượt cô can thiệp vào chuyện của tôi. Người đâu? Giao cô ta cho cảnh sát. Nói riêng với Tiêu gia, nếu muốn cứu cô ta, hai tập đoàn chấm dứt hợp tác. Không cần phải quay lại. Nếu muốn cứu cô ta, hai tập đoàn chấm dứt hợp tác. Dì Bạch, dì cứu con với. Con thực sự không có ý đó. Dì ơi, mau lên. Cô đi nhanh lên. Dì dì, giúp con. Trước đây khác, nhưng bây giờ con rất yêu vợ. Con đã quyết định. Mẹ ạ. Mimi hiện tại thế nào? Ông đừng lo. Hai mẹ con đều an toàn. Bây giờ cháu đã biết cách đối xử tốt với con bé. Nhưng đừng quên cách cháu đối xử trước đây. Ngay cả khi Mimi đến vay tiền để cứu bố mình, cháu lại đuổi nó ra ngoài. Trước tiên hãy nói về vấn đề này. Nếu Mimi muốn ly hôn, ông sẽ đứng về phía nó. Hãy suy nghĩ kỹ việc này. Không muốn. Không muốn. Không không. Tại sao anh lại ở đây? Bằng không em nghĩ là ai trông em ở đây? Trang Mi. Em biết mọi thứ. Em đang chơi đùa anh. Điều này có vui không? Tại sao lại nói dối anh? Phó chủ tịch, kể từ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, anh đã nói muốn ly hôn qua điện thoại. Em đã kết hôn với anh được 3 năm. Anh chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ của anh đối với em. Sao em dám nói với anh? Em im lặng. Nhiều năm im lặng. Ngay cả khi bố em bệnh nặng, em đang ở cổng Dương Quan, em đã quỳ cả ngày lẫn đêm. Anh thậm chí chưa bao giờ nhìn em. Anh thậm chí còn muốn phá thai con của mình. Bây giờ, anh có tư cách gì để buộc tội em? Anh xin lỗi. Anh ở đây để giám sát em sao? Bỏ ra, bỏ ra. Bỏ em ra. Nếu anh gặp em trước đó, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu nhiều bất công như vậy kể từ khi bố em qua đời. Điều đó là không thể đối với cả hai chúng ta. Nhưng nếu anh nói với em, bố của em vẫn còn sống thì sao? Tại sao không có động tĩnh gì từ Trang Nghi? Liệu nó có thực sự sẵn sàng làm điều đó không? Không coi ông ấy là bố nữa sao? Mẹ, bố vẫn chưa chết. Mẹ đã sử dụng cái chết của ông ấy để lừa dối. Thế thì sao? Kế hoạch này sẽ thành công. Tôi không biết tiền đến từ đâu. Ca phẫu thuật của ông già này thực sự đã thành công. Trước khi ông ta thức dậy, chúng ta phải có được vốn chủ sở hữu. Nếu ông ấy thức dậy thì sao? Tất cả đã kết thúc. Mẹ ơi, không thể tiếp tục như thế này được. Cách duy nhất bây giờ là đổi cái chết giả thành cái chết thật. Tiểu Giang, con có muốn không? Không, không, không. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Sẽ vi phạm pháp luật. Trang Mi tưởng ông ta đã chết từ lâu. Ai biết được liệu cô ta có biến mất hay không? Nói lại lần nữa, ngay cả khi chúng ta có được cổ phần và tài sản, liệu ông ta có để mẹ yên khi ông ấy tỉnh dậy không? Đừng quên những gì mẹ đã làm trước mặt ông ấy.
Không, không, đừng làm điều gì ngu ngốc, bắt đầu. Mẹ, má, ông cố dãy dụa nhưng không thể phản kháng. Tiểu Giang Anh đang làm gì vậy? Bố. May quá bố vẫn còn sống. Trang Mi, làm sao cô biết bố cô ở đây? Tô Lan, bố tôi không tốt với bà sao? Sao bà có thể làm điều này? Đối xử với tôi rất tốt sao? Tôi đã ở bên ông ấy nhiều năm, chỉ nhận được 10% cổ phần. Bố cô đã cho cô 30% chỉ bằng một cái vẫy tay. Tại sao gia đình chúng tôi nhận được ít như vậy? Tiếp tục như thế này, làm sao chúng tôi có thể tồn tại được? Đồ khốn. Điều đáng trách là ông ấy đã cho quá ít. Bố tôi đã làm việc từng chút một để có được như ngày hôm nay. Bà chỉ việc ngồi hưởng thụ thành CONNG, bà vẫn nghĩ rằng nó quá ít. Bây giờ còn muốn giết bố tôi vì số tiền này. Bà có phải là con người không? Ông ấy xứng đáng như vậy, hừ. Bà im đi. Tô Lan, tôi đã gọi cảnh sát rồi, hãy đợi cho đến khi ngồi dưới đáy nhà tù. Bởi vì hôm nay Tiểu Giang không thể thoát khỏi cái chết. Ha ha, chết cùng tôi đi. Hãy cẩn thận. Diên Thành. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mẹ ơi, anh ơi. Diên Thành. Anh có nghe thấy em nói không? Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi, xin lỗi. Trang Mi, anh yêu em. Đừng mà, đừng bỏ em. Diên Thành. Phó Diên Thành. Trang Mi gọi tên trong vô vọng nhưng anh ấy không trả lời nữa. Tại sao yêu nhau mà đớn đau như vậy chứ? Nhiều năm sau. Con có thích cái này không? Hai, con không muốn chơi những thứ như thế này. Thực sự không muốn nó sao? Nếu mẹ có thể mua cho con. Không phải là con không muốn. Thật là dẻo mỏ, con đã học nó từ ai? Cái này giá bao nhiêu? Bao nhiêu? 4.000 nhân dân tệ. 4.000 sao? Xin lỗi, nó rất đắt. Chúng tôi không mua nữa, mẹ mua cho con đồ ăn ngon. Bố ơi! Con trai! Tại sao anh lại đến? Bố ơi, mẹ không mua đồ chơi cho con. Thế sao? Có đúng không mẹ, ác quá? Thế bố ơi, bố có thể mua cho con được không? Phó Diên Thành, làm ơn đừng chiều hư nó. Ba người cười nói hạnh phúc vui vẻ.